Xin chào quý thính giả đang nghe truyện 2198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện thần thoại kỷ nguyên, Ta tiến hóa thành hàng tinh cấp cự thú, tác giả Quần Ngọc Sơn đầu kiến, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều truyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, xin cảm ơn. Chương 11, tiến hóa. Trần Sở hơi hơi trầm ngâm, tiếp lấy nhẹ giọng dò hỏi, cái này hấp thu gen thế nào thao tác, có cái gì hạn chế ư? Thông qua mấy ngày nghiên cứu, Trần Sở phát hiện cái thuộc tính này giao diện không có cái gì trí năng, sẽ chỉ ở tình huống nào đó đạt tới điều kiện phía sau làm ra nhắc nhở. Mà tại dính đến trước mắt ngay tại phát động nhắc nhở thời gian, cũng sẽ đối với hắn hỏi thăm làm ra đáp lại. Quả nhiên, một loạt trong suốt văn tự chậm chậm hiện lên. Mở ra tiến hóa thời gian, cần phân thân sắp sửa dung hợp gen sinh vật hoàn chỉnh nuốt, hấp thu cái kia sinh vật tối cường gen ưu hóa bản thân. Ghi chú, mỗi lần mở ra tiến hóa chỉ có thể dung hợp một loại gen. Mỗi lần chỉ có thể dung hợp một loại gen à, bất quá coi như thế, cũng rất tốt. Trần Sở liếm môi một cái, đè xuống hưng phấn trong lòng. Lúc này tại trong đầu hắn, vô số ý niệm hiện lên, suy nghĩ có lẽ cho cá góc phân thân dung hợp cái gì sinh vật gen. Mỗi lần tiến hóa, đều có thể dung hợp một loại sinh vật gen dưới tình huống. Trần Sở tự tin, chỉ cần nhiều tiến hóa mấy lần, cá góc phân thân liền có thể biến đến thập phần cường đại. Đầu tiên, hắn loại bỏ voi sư hổ những thứ này. Không nói hắn có thể hay không lấy tới những động vật này, hơn nữa coi như cầm đến trong thời gian ngắn cũng ăn không hết, đồng thời những động vật này tại gen tiềm lực bên trên kỳ thật bình thường. Đừng nhìn voi là trên lục địa lớn nhất động vật, nhưng lực lượng bạo phát, tốc độ, tính linh hoạt bên trên kỳ thực không phải cực kỳ xông ra, bao gồm sư hổ. Muốn nói trên địa cầu đồng dạng thể tích phía dưới, đơn thể tối cường sinh vật là cái gì, tự nhiên là côn trùng. Phổ thông kiến liền có thể dơ lên gấp mấy chục lần bản thân trọng lượng vật thể. Chỉ là điểm ấy những cái kia động vật có vú liền không làm được. Còn có bọ chét, có thể nháy mắt nhảy bản thân hơn 200 lần thân dài độ cao, tương đương với một cái 1m7 người nhảy đến hơn 200 mét cao ý tứ. Nguyên cớ Trần Sở hơi suy tư, liền đem mục tiêu khóa chặt tại côn trùng trên mình. Chỉ là hắn đối côn trùng những thứ này hiểu không nhiều, bất quá đây không phải vấn đề. Trần Sở bật máy tính lên, tại lục soát giao diện truyền vào côn trùng giới lực lượng lớn nhất côn trùng là cái gì, lập tức phía dưới bắn ra mười mấy cái nóng từ. Lục giác cá cóc lực lượng quá yếu, tứ chi liền chống lên bản thân bò sát đều khó khăn, nguyên cớ Trần Sở lựa chọn thứ nhất liền là cường hóa lực lượng của nó. 9 giờ sáng, Trần Sở đón xe đi tới thành phố lớn nhất chợ hoa điểu ngư trùng. Tại nơi này chỉ cần là sùng vật, mặc kệ là trên bầu trời bay, trên mặt đất bò, vẫn là trong nước bơi đều có thể tìm tới. Tỷ như nguyên thân lục thông giác cá cóc sùng vật, liền là Trần Sở tại nơi này mua. Đầu đường, một nhà gọi kỳ tưởng điểu trùng trong tiệm. Trần Sở đi thẳng vào, ngồi đối diện lấy bên bàn trà uống trà thanh niên hỏi, lão bản, ngươi nơi này có độc giác tiên ư? Độc giác tiên, có. Người thanh niên kia lão bản gật đầu. Đối với gấp mấy chục lần bản thân lực lượng kiến, độc giác tiên tại côn trùng có đại lực vương xưng hào, lớn nhất ghi chép là nạy lên bản thân 850 lần vật phẩm. Loại lực lượng này bạo phát, vượt xa cái khác động vật cùng côn trùng. Thanh niên lão bản mang theo Trần Sở đi tới bên trong, chỉ vào trên kệ hàng mấy cái trong hộp giới thiệu nói. Ta chỗ này độc giác tiên có 3 cái chủng loại, theo thứ tự là song xoa tê kim quy, Tesla nam dương túi cùng voi ma mút túi lớn, ngươi xem một chút muốn loại kia. 3 loại độc giác tiên, mỗi cái hình thể cũng không giống nhau, lớn nhất voi ma mút túi lớn có Trần Sở nửa cái to bằng bàn tay, dài 10 nhiều cm, nam dương túi cũng gần như. Ánh mắt quét qua, Trần Sở liền lựa chọn cuối cùng, cũng là nhỏ nhất một loại, lão bản, ta muốn một cái song xoa tê kim quy. Được, 50 đồng tiền một cái. Muốn mua chút đồ ăn ư? Không cần. Quét mã trả tiền, Trần Sở mang theo một cái trang bị độc giác tiên hộp nhỏ rời đi chợ hoa điểu, cũng xa xỉ lựa chọn đón xe trở về, hắn có chút không thể chờ đợi. Lầu 2 trong phòng, trên bàn nằm sấp lục giác cá cóc cùng Trần Sở đối diện, bên cạnh để đó trang bị độc giác tiên hộp. Đè xuống đáy lòng chờ mong, Trần Sở mở hộp ra, nắm lấy cái kia độc giác tiên. Đối với dài 10 nhiều cm, hơn phân nửa to bằng bàn tay voi ma mút túi lớn. Song xoa tê kim quy chỉ có khoảng 5cm, không phải cực kỳ khoa trương. Lúc này tựa hồ là cảm giác được chính mình vận mệnh, trên tay của Trần Sở truyền đến một cỗ cường đại dãy dụa lực đạo, cái kia độc giác tiên tại dãy dụa. Đáng tiếc, đối mặt nắm được thân thể nó hai bên ngón tay, không chỗ mượn lực nó coi như khí lực rất lớn cũng vô dụng, trực tiếp bị Trần Sở nắm được đầu cùng thân thể, tách ra. Ca một tiếng, độc giác tiên liền bị xử lý, đầu thân tách rời. Tiếp theo bị cá cóc một chút ăn hết. Cùng lúc đó, Trần Sở gọi ra giao diện thuộc tính, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điểm vào phía dưới cùng nhất phải chăng mở ra tiến hóa lựa chọn bên trên. Oanh! Kèm theo xác định, Trần Sở ý thức cảm giác được cá cóc thể nội,
một cỗ tích xúc thật lâu nóng rực lực lượng bạo phát, giống như lũ ống đồng dạng quét ngang toàn thân. Tại cỗ này tiến hóa lực lượng phía dưới, lục giác cá cóc toàn thân khung xương, bắp thịt đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tế bào điên cuồng phân liệt, áp xúc. Thậm chí cấp độ càng sâu gen cũng tại phát sinh thay đổi, tiến hóa. Mà tại cá cóc phân thân bắt đầu tiến hóa thời gian, Trần Sở thể nội cũng có từng dòng nước ấm tuôn ra, những nơi đi qua bắp thịt, khung xương, tế bào nhộn nhịp được cường hóa. Sự biến hóa này để hắn có chút bất ngờ. Chỉ bất quá đối với cá cóc thể nội lũ ống đồng dạng tiến hóa năng lượng, trong cơ thể hắn xuất hiện lượng cũng rất ít, chỉ là để hắn biến đến rắn chắc một chút. Lần này tiến hóa, không sai biệt lắm tiến hành nửa giờ. Đợi đến hoàn thành, trên bàn cá cóc phân thân đã dáng dấp đại biến. Thân dài y nguyên 30cm, nhưng hình thể lại biến đến thon dài phối hợp rất nhiều, nguyên bản chính giữa có sườn vết bụng bị vững chắc bắp thịt bao trùm. Rộng bẹp đầu biến đến tròn chắc một chút, hai bên ba cặp cánh sừng biến thành xỉ trạng, hiện ra chất sừng cứng rắn sắc, không giống phía trước loại kia nhục cảm. Trên lưng vây cá cũng từ sau nửa người lan tràn tới cổ, đồng thời biến thành chất sừng màu trắng xỉ trạng, kéo dài đến phần đuôi sau lại lần biến đến rộng bẹp. Mà biến hóa lớn nhất vẫn là mảnh khảnh tứ chi, trực tiếp thô chắc gấp đôi, biến đến cường tráng mạnh mẽ, nhất là một đôi chân sau bắp thịt rõ ràng, tràn ngập bạo phát cảm giác, liền tứ chi đầu ngón tay cũng hiện ra màu đen, sinh ra sắc bén chất sừng, lộ ra khí tức sắc bén. Đây là vẻ ngoài biến hóa. Tại Trần Sở trong nhận biết, cá cóc toàn thân khung xương đều biến đến so trước đó càng kiên cố hơn, toàn thân bắp thịt như từng cái tơ thép đồng dạng tràn ngập bạo tạc cảm giác. Mà những biến hóa này, liền là hấp thu độc giác tiên gen mang tới. Độc giác tiên lực lượng cường đại, bắt nguồn từ cơ thể của nó sợi cùng kiên cố xương vỏ ngoài, có thể bạo phát cùng tiếp nhận tương đương với bản thân 850 lần trọng lượng. Có thể nói, hiện tại cá cóc phân thân đã tiến hóa thành một cái khác giống loài, chỉ có trên vẻ ngoài còn cùng lục giác cá cóc có một chút quan hệ. Cảm thụ một phen phân thân biến hóa sau khi, Trần Sở mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra giao diện thuộc tính. Thể chất, 10.5 lực lượng, 10 nhanh nhẹn, 9 tinh thần, 13.5 thiên phú, linh hồn phân liệt công pháp, liên đài minh tưởng pháp tiến độ 21/100, chú thể quyết 11/100 phân thân thể, lục giác lực vinh, đẳng cấp, đê cấp siêu phàm, tiến hóa qua một lần phổ thông sinh vật mới đụng chạm đến siêu phàm cột cửa, thành niên thể trưởng thành cực hạn 70cm. Chiến lực đồng dạng thiên phú, lực lượng cường đại sợi cơ bắp cùng khung xương, nắm giữ bộc phát ra gấp trăm lần tại bản thân lực lượng tiềm lực, chú thích, trước mắt cường độ thân thể chỉ có thể bạo phát gấp 10 lần lực lượng, điểm tiến hóa, 0/50. Chương 12, gấp trăm lần lực lượng. Lần này phân thân tiến hóa, Trần Sở bản thể cũng nhận được phản hồi, tứ đại thuộc tính đều thu được 3 điểm tăng lên, chỉnh thể đạt tới người thường tiêu chuẩn. Tinh thần thuộc tính càng là vượt qua người thường một đoạn. Sự biến hóa này thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Ngược lại là cá cóc phân thân biến hóa khoa trương hơn, trực tiếp theo nhỏ yếu sinh vật tiến hóa thành đê cấp siêu phàm sinh vật, thu được một cái gọi lực lượng thiên phú. Tuy là ghi chú nhắc nhở, trước mắt phân thân thân thể chỉ có thể bạo phát gấp 10 lần lực lượng, nhưng tiềm lực lại đạt tới gấp trăm lần, chỉ cần cường độ thân thể bắt kịp. Cái thiên phú này bây giờ nhìn lại hình như còn không phải rất mạnh, cái này hình thể gấp trăm lần bạo phát cũng liền dạng kia, nhưng đợi đến sau đó phân thân tiến hóa đến mấy chục mét, thậm chí vài trăm mét trưởng thành đây. Đến lúc đó, gấp trăm lần tại bản thân lực lượng bạo phát, đủ để rung chuyển trời đất. Đè xuống đáy lòng hưng phấn, Trần Sở lại cho phân thân xưng hạ thể nặng. Tiến hóa ra phía trước, 30cm cá cóc chỉ có 7 lượng nặng, tiến hóa phía sau đồng dạng thể tích lại đạt tới 3 cân nhiều tầng, mật độ tăng lên gấp 5 lần tả hữu. Xưng xong thể trọng, lại là cái khác khảo thí. Tỉ như bò sát, cường tráng tứ chi để phân thân có thể tại dưới đất nhanh chóng bò sát, so trước đây linh hoạt rất nhiều, tựa như một đầu tiểu thằn lằn. Song song tứ chi chân có thể vạch nát giấy, như từng cái tiểu đao sắc bén. Bởi vì khung xương cường hóa, liền răng cũng sắc bén rất nhiều, lực cắn mạnh lên, có thể tùy tiện cắn nát đầu cá cốt. Lần này tiến hóa hiệu quả Trần Sở rất hài lòng, phân thân của hắn cuối cùng từ nhược kê biến thành một đầu ăn thịt mãnh thú, dù cho hiện tại chỉ có tiểu nãi cẩu như thế hơi lớn. Tiếp xuống Trần Sở dụng ý biết khống chế phân thân tại trong phòng bò qua bò lại, thích ứng tiến hóa phía sau biến hóa, chờ cảm giác không sai biệt lắm phía sau mới dừng lại. Tiếp xuống cái kia tiến hành hôm nay tu luyện. Trần Sở mở mắt ra, không biết rõ thể chất chỉnh thể tăng lên một đoạn phía sau, tu luyện sẽ có biến hóa gì. Trong chờ mong, Trần Sở ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt ngưng thần, tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắc ám không gian ý thức, một đóa từ hư tuyến tạo thành liên hoa xoay chậm chậm, liên hoa cánh hoa có 3 mảnh có thể thấy rõ ràng, đại biểu Trần Sở 3 mảnh tiến độ. Đúng lúc này, so với quá khứ cường đại một đoạn tinh thần lực đem liên hoa bao trùm. Tại luồng tinh thần lực này minh tưởng phía dưới, một mảnh trong suốt cánh hoa theo dưới đáy chậm rãi biến đến rõ ràng,
ngưng thực, thậm chí ngay cả phía trên hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Hô! Một mảnh. Trên giường, Trần Sở thở ra một hơi, trên mặt tươi cười. Lần tu luyện này tiến độ cộng 9, tinh thần thuộc tính cộng 0. 2. Tốc độ tu luyện là trước kia gấp 2, tu luyện sau khi kết thúc tinh thần cảm giác mệt mỏi cũng không mãnh liệt như vậy. Nhưng lập tức trong mắt Trần Sở nhưng lại lộ ra đăm chiêu, hắn nghĩ tới tân sinh xếp hàng thứ nhất người kia. Hắn hiện tại một lần minh tưởng có thể ngưng kết một liên hoa, một ngày tu luyện 2 lần, bình thường tình huống 6 ngày liền có thể tu luyện thành liên đài minh tưởng pháp, tinh thần thiên phú thuộc về thượng đẳng. Thế nhưng cái gọi An Phụ Khanh nữ sinh, 2 ngày liền hoàn thành trúc cơ, dù cho dùng ôn dưỡng tinh thần lực tài nguyên, cơ sở tinh thần thuộc tính chí ít cũng tại 20 điểm trở lên. Còn có thể chất, thuộc tính cơ sở khẳng định cũng là 20 điểm trở lên, bằng không cho dù có bổ huyết khí tài nguyên, cũng không có khả năng 2 ngày liền hoàn thành trúc cơ. Hơn nữa, còn có Lâm Tuyết những cái này bài danh 100 vị trí đầu, dự tính 4-5 ngày liền có thể trúc cơ thiên tài. Nghĩ tới đây, Trần Sở chậm chậm thở ra một hơi, đem trong lòng bởi vì giao diện thuộc tính mang tới nhàn nhạt cảm giác ưu việt đè xuống, không thể xem thường người khác a. Làm sơ nghỉ ngơi, Trần Sở liền tiếp tục tu luyện chú thể quyết. Tiếp đó phát hiện tốc độ tu luyện quả thật có tăng lên, liền thể nội lưu chuyển khí huyết cũng thay đổi đến hùng hậu rất nhiều, luyện thể hiệu quả càng tốt, hơn nữa kéo dài. Chỉ là 40 phút, Trần Sở liền liên tục vận chuyển tam chuyển khí huyết, mỗi chuyển dùng thời gian 13 phút. Tu luyện kết thúc, Trần Sở mệt mỏi trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, vẫn được, vận chuyển tốc độ cùng kéo dài bên trên đều so trước đó tăng lên một nửa. Lần tu luyện này tiến độ cộng 3, thể chất cộng 0. 1. Công pháp cơ bản đối thể chất cường hóa hiệu quả càng ngày càng thấp, cùng tinh thần thuộc tính đồng dạng, Trần Sở dự tính tu luyện tới thập chuyển thời gian, hắn nhiều nhất có thể cường hóa 2-3 điểm thể chất. Bất quá coi như thế, hôm nay thu hoạch cũng rất lớn. Nhất là tiến hóa phía sau phân thân, để Trần Sở ý thức được tiềm lực của nó cùng đối với hắn tầm quan trọng. Nhưng rất nhanh hắn liền nhức đầu lên. Bởi vì tiến hóa phía sau lục giác lực vinh sức ăn quá lớn, rõ ràng mới dài 30cm, nhưng sức ăn cũng là phía trước gấp mấy lần. Dừng lại liền muốn ăn mấy cân thịt cá. Cảm giác không bao lâu nữa, nhà ta liền muốn phá sản. Buổi chiều, Trần Sở nhìn xem trên bàn tăng thêm dài 1cm phân thân, rơi vào trầm mặc. Phân thân trưởng thành quy luật là mỗi lần ăn hình thể tương đối đồ ăn, liền hơi trưởng thành một lần, cần liên tục 2 lần hơi trưởng thành, mới có thể thu được đến một điểm tiến hóa. Nói cách khác, hiện tại lục giác phân thân dừng lại muốn làm 3 cân thịt cá, một ngày 4 hồi 12 cân, đây là hiện tại. Đợi đến đằng sau dài đến 6-70cm. Thậm chí lại tiến hóa một lần đến hơn 2 thước trưởng thành thời gian, nói không chắc một ngày muốn ăn 100-200 cân thịt. Nghĩ tới đây, Trần Sở thở dài, lại tiến hóa một lần liền phóng sinh a. Lục giác cá cóc vốn chính là lưỡng thê cá loại, lại tiến hóa một lần, Trần Sở liền chuẩn bị ném đến trong sông chính mình đi tìm đồ ăn, vừa vặn nhà hắn không xa liền có đầu sông nhỏ. Con sông này xuôi theo biên giới thành thị lan tràn, đi hướng đông mấy chục dặm liền là sông lớn vào miệng. Bên trong loài cá đồ ăn phong phú, đầy đủ đằng sau phân thân trưởng thành. Về phần tại sao không phải hiện tại liền phóng ra đi, tự nhiên là bên ngoài nguy hiểm. Theo lấy kỷ nguyên mới mở ra, không chỉ là nhân loại có thể tu luyện biến đến cường đại, rất nhiều động vật hoang dã cũng đồng dạng phát sinh biến dị, xuất hiện rất nhiều biến dị thú. Bất quá cùng có thể tu luyện mạnh lên nhân loại khác biệt, những cái kia biến dị thú tốc độ tiến hóa rất chậm, đại bộ phận đều không phải rất mạnh, còn không xuất hiện có thể coi thường nhân loại vũ khí nóng tồn tại. Có thể coi là dạng này. Dã ngoại đối với người bình thường tới nói cũng không như thế an toàn. Thành thị xung quanh còn dễ nói, quan phương sẽ định kỳ quét dọn, bình thường tiếp vào thôn trấn có biến dị thú ẩn hiện tin tức, cũng sẽ có quan phương người tiến đến xử lý. Thế nhưng một số người một ít dấu tích thấy rừng sâu núi thẳm liền không giống, với lúc trước, ẩn núp rất nhiều không ngừng tiến hóa cường đại dị thú, người thường đi liền là tự tìm cái chết, mà nguy hiểm nhất thì là Hải Dương. Hải Dương tương đương với lục địa gấp mấy lần diện tích, sâu nhất địa phương càng là có hơn 1 vạn mét. Sinh hoạt tại trong đó giống loài số lượng nhiều đáng sợ. Loại này cơ số phía dưới, tự nhiên sẽ xuất hiện càng khó lường hơn khác sinh vật. Nhất là những cái kia vốn là hình thể to lớn cá voi loại, thâm hải một chút to lớn quỷ dị sinh vật, tại thời đại mới mở ra phía sau thuộc về tiên tiến nhất hóa một nhóm. Trời sinh hình thể to lớn bọn chúng một khi biến dị, thực lực liền sẽ biến đến đặc biệt đáng sợ. Bất quá còn tốt những sinh vật này y nguyên ưa thích dừng lại tại hải dương chỗ sâu, biển cạn còn tại nhân loại trong phạm vi khống chế, thuyền có thể đi. Vớt bắt hải sản. Nhưng một chút biến dị cự thú ẩn hiện thâm hải khu vực đã bị liệt là cấm khu. Đồng dạng đạo lý, nước cạn nuôi không ra đại vương 8. Trước mắt nội địa sông lớn đại bộ phận đều an toàn. Tuy là một chút loài cá cũng thay đổi đến hung mãnh rất nhiều. Bất ngờ có thể trông thấy mấy chục trên 100 cân cá lớn trở mình, nhưng còn không xuất hiện tập kích ăn người sự kiện. Ít nhất là hắn chỗ tồn tại liên bang chúng hợp quốc quốc nội không có.
thành viên khác nước Trần Sở cũng không rõ ràng. Chương 13, Võ Đạo Chi Vương. Trần Sở nhà tại ngoại ô thành phố, tuy là cũng tại nội thành phạm vi, nhưng kỳ thật là cũ kỹ thành trung thôn. Kiến trúc xung quanh đều là loại kia 2-3 tầng thấp bé nhà lầu, từng nhà kèm theo một cái tiểu viện, chỗ không xa liền là dâng trào sông lớn nhánh sông. Ngày hôm sau chủ nhật, buổi chiều, mùa hè chói chang, Trần Sở ngồi tại trước bàn máy vi tính, xem lấy trên Internet liên quan tới biến dị thú cùng tu luyện giới thiệu. Không lục soát còn không biết rõ, làm Trần Sở tận lực quan tâm những tin tức này thời gian, mới phát hiện mấy năm gần đây, mỗi liên bang đều tại gia tăng lực độ trấn áp quốc nội xuất hiện biến dị thú. Nhất là Á Mã Vũ Lâm, nơi đó biến dị thú quá nhiều đã mất đi khống chế, có người thậm chí tại trong sông chụp tới dài đến 100 mét cự mãng tranh ảnh. Cấp bậc này biến dị thú, đã đạt đến cự thú phạm vi. Trừ đó ra, có cái liên bang nội bộ nhiều địa phát sinh động loạn. Dẫn đầu là một chút tu luyện giả, bọn hắn không cam lòng quyền lợi bị người thường khống chế, danh xưng muốn xây dựng tu luyện giả quốc gia, để tất cả mọi người có thể tu luyện. Có người phân tích, những cái kia rối loạn sau lưng có một chút tà thần giáo đồ ảnh tử. Cái này quốc tế sự kiện rất nhiều người đều tại quan tâm, còn có dân bản xứ phát ra ngoài hiện trường video. Trong video rất nhiều tu luyện cường giả mạnh mẽ xông tới súng máy trận địa, trực tiếp coi thường dày đặc đạn xạ kích, tốc độ nhanh khủng bố, thân ảnh lóe lên liền vượt qua 100 mét khoảng cách. Giơ tay nhấc chân bộc phát ra khủng bố lực lượng, tùy ý một kích liền oanh sụp vách tường, lật tung xe thiết giáp, chớp mắt chỉ thấy liền đem trận địa phá hủy. Đối mặt cường giả loại này, mấy tên binh lính kia tựa như dê đợi làm thịt đồng dạng yếu đuối. Chỉ có bất ngờ nhấc lên bạo tạc, phóng ra lựu đạn, thậm chí chống tăng đạn hỏa tiễn mới có thể hơi ngăn cản bọn hắn. Trong video chỉ là hơn 10 phút, cái thành phố kia chính vụ trung tâm liền bị công phá, khắp nơi đều là bốc cháy ánh lửa cùng kêu thảm, còn có lẻ tinh tiếng súng. Nhìn xong những cái này, Trần Sở có chút vui mừng, còn tốt hắn không có xuyên qua đến những cái này hỗn loạn liên bang. Lúc này, dưới lầu truyền đến Trần Hổ âm thanh, ca, ngươi có ăn hay không dưa hấu? Trần Sở cửa trước bên ngoài hô, các ta liền ăn. Ta liền biết ngươi có thể như vậy nói. Dưới lầu Trần Hổ theo trong tủ lạnh ôm ra cái dưa hấu, mấy lần cắt thành từng khối, tiếp đó bưng lên lầu. Trần Hổ tiến vào gian phòng, buông xuống dưa hấu thời gian hiếu kỳ nhìn về phía máy tính. Ca, ngươi cũng tại quan tâm có thể là nhã tu luyện giả, cùng quan phương chiến đấu sự kiện A. Trần Sở cầm lấy một khối dưa hấu, có chút bất ngờ, ngươi cũng biết việc này. Trần Hổ đắc ý cắn miệng dưa hấu, trong miệng nói hàm hồ không rõ. Tất nhiên, ta nhưng là muốn trở thành võ đạo chi vương người, quan tâm quốc tế đại sự không phải đương nhiên ư. Võ đạo chi vương, ta còn vua hải tặc đây. Trần Sở chửi bậy. Trần Hổ nghi hoặc ca, vua hải tặc là cái gì, đại hải chi vương? Rất lợi hại phải không? Trần Sở không nói, danh tự đều là hải tặc, khẳng định là bị hải quân đuổi chạy khắp nơi tặc, ngươi nói có lợi hại hay không? Vậy vẫn là tính toán, ta nhưng là muốn trở thành toàn thế giới tối cường võ đạo chi vương. Trần Hổ ngồi tại bên giường, ăn lấy dưa hấu, đúng rồi, ca, ta vừa mới mở ra tủ lạnh thời điểm nhìn thấy thật nhiều đông cá, mua nhiều như vậy ăn xong ư. Hơn nữa đông cá không tốt đẹp gì ăn, hương vị xài tan. Những cái kia không phải chúng ta ăn. Trần Hổ sững sờ, kỳ quái nói, không phải chúng ta ăn, cái kia cho ai ăn? Ây, cho nó. Trần Sở điểm một cái trên bàn sách, nơi đó dài 312 cm, hình thể cường tráng lục giác lực vinh chính giữa uể oải nằm sấp. Đi qua nhắc nhở của hắn, Trần Hổ mới nhìn đến vạc nước bên cạnh nằm sấp cá cóc, lập tức kinh nghi, đây là, ca ngươi đầu kia sủng vật. Đúng, thật là đầu kia sủng vật. Thế nào một thoáng lớn như vậy? Trần Hổ có chút giật mình. Hắn nhớ đến vào tuần lễ trước hắn ca phát sốt, hắn đi vào chiếu cố nhìn thấy cá cóc dường như cực nhỏ, một chút lớn, thế nào mới một tuần lễ liền dáng dấp so tiểu cầu còn mạnh hơn? Hẳn là biến dị. Trần Sở thuận miệng lắc lư nói. Mấy ngày nay nó ăn càng ngày càng nhiều, hình thể bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, bất quá không có nguy hiểm gì tính, tiểu hồ ngươi nhìn, chở mình. Nói lấy, Trần Sở giả vờ giả vịt đối cá cóc phân thân làm thủ thế. Lập tức tại trong mắt Trần Hổ, đầu kia nhìn lên có chút đột nhiên lục giác cá cóc quả nhiên chở mình. Vẫy đuôi, dòng nhấc chân, tiếp xuống, Trần Sở lại tự biên tự diễn làm mấy cái thủ thế, tiếp đó ý thức khống chế phân thân phối hợp, đem Trần Hổ dỗ sừng sốt một chút. Đối với cá cóc phân thân tồn tại, Trần Sở không chuẩn bị đối người nhà che giấu, song song cũng giấu giếm không được, cuối cùng mỗi ngày muốn ăn nhiều như vậy. Một hai ngày còn có thể cất giấu, lâu tổng hội lộ ra sơ hở, ngược lại không bằng thản nhiên nói cho bọn hắn. Ngược lại sủng vật những cái này biến dị tình huống không tính hiếm thấy, quan phương cũng có quản lý đối sách, đồng dạng trong nhà sủng vật biến dị đều cần đi làm phân cục đăng ký. Tất nhiên, chủ yếu là những cái này biến dị sủng vật rất yếu, hơn nữa còn nhận chủ, nghe chủ nhân lời nói. Nếu là có tính công kích, đối xung quanh cư dân có cường liệt tính chất uy hiếp sủng vật biến dị,
liền sẽ bị quan phương cưỡng ép thu đi. Như cá cóc loại này so tiểu nãi cẩu lớn một điểm sủng vật, coi như biến dị nhìn lên cũng không có gì tính công kích, cùng người trong nhà nói đến là được, đều không cần đăng ký. Đợi đến lần sau tiến hóa, hắn liền sẽ đem phân thân bỏ vào trong sông. Bởi vậy buổi tối lúc ăn cơm, Trần Sở chủ động cùng Trương Hiểu Lan nói ra việc này, Trương Hiểu Lan cũng không có để ý, chỉ là để hắn đút đồ ăn thời điểm chú ý một chút. Tại trong ấn tượng của nàng, cái kia chút điểm lớn sủng vật coi như biến dị, cũng liền là đầu lớn một điểm cá. Thứ hai, Trần Sở đi vào phòng học, cũng cảm giác được trong lớp không khí có chút táo bạo. Không chờ ngồi xuống, hắn liền từ những thứ này đồng học trong miệng biết là Lâm Tuyết, y duệ hai cái lớp cán bộ hôm qua tới trường học, tìm lão sư trúc cơ thành công sự tình. Hôm qua mặc dù là chủ nhật, nhưng vẫn là có chút học sinh ưa thích rộng lớn sân bãi tới tu luyện. Hạ Hữu Huy bu lại, thấp giọng nói, A Sở, thế nào, có hay không có cảm giác cấp bách? Trần Sở nhìn hắn một cái, tiếp theo từ trong ngăn kéo lấy ra sáng hôm nay muốn học sách giáo khoa, nhàn nhạt nói, bức bách cũng vô dụng, chậm rãi tu luyện chính là, xứng đáng là A Sở ngươi, không tệ, người khác đột phá nhanh thì thế nào, ta tiếp tục đi ta đường chính là. Hạ Hữu Huy nhìn ra, Trần Sở cái kia phong khinh vân đạm bình tĩnh không phải trang, mà là thật không để ý thành tích bị người đồng lứa xa xa rơi xuống. Không giống trong lớp những bạn học khác, nghe được lớp trưởng các nàng trúc cơ thành công, mà chính bọn hắn còn tại minh tưởng thứ tư mảnh, thứ năm mảnh, khí huyết vận chuyển tứ chuyển ngũ chuyển, một thoáng biến đến nôn nóng lên. Dường như lo lắng liền hữu dụng đồng dạng, sớm làm gì đi, không biết rõ mỗi ngày trở về nhà cũng nhiều cố gắng tu luyện ư. Đúng rồi. Lúc này, Hạ Hữu Huy tựa như nhớ ra cái gì đó sự tình, nói, A Sở, ta ngày mai không sai biệt lắm cũng muốn trúc cơ. Đến lúc đó liền có thể tiến vào khu C học tập chân vũ, không thể cùng ngươi một chỗ tu luyện, nhớ đến cố gắng A. Làm nửa ngày, ngươi là tại vì những lời này ứng ra A. Trần Sở nhìn hắn một cái, lắc đầu mặc kệ hắn. Hắc, đây không phải muốn cho ngươi giật mình một chút sao, đáng tiếc, ngươi không phối hợp. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc, có chút tiếc nuối. Ngày mai trúc cơ, trước sau vừa vặn chừng 7 ngày, thiên phú thượng đẳng ư. Nhìn xem cười lên có chút hèn mọn Hạ Hữu Huy, Trần Sở có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái này nhìn lên hèn mọn lão thành gia hỏa, vẫn là một thiên tài. Chương 14, Lạc Phi. Ngày hôm sau, Hạ Hữu Huy quả nhiên cùng một cái khác nam sinh trúc cơ thành công. Ngay sau đó không quá 2 ngày, trong lớp lại có một người nữ sinh trúc cơ thành công, tiếp lấy hôm sau lại có 2 người. Bởi vậy buổi chiều tu luyện học sinh trong phòng học càng ngày càng ít, không khí càng táo bạo. Trúc cơ sau khi thành công, bọn hắn tu luyện liền sẽ đi khu C bên trong, phiến kia mới thật sự là kho võ tu, trúc cơ cao nhất tân sinh, lớp 11 khối 12 lão sinh đều tại bên kia. Song phương tựa như người của hai thế giới. Trúc cơ phía sau, buổi sáng khoa văn hóa Lâm Tuyết đám người rất ít tới, thỉnh thoảng hiện thân cũng thay đổi đến vội vàng, hình như các nàng thời gian rất gấp lại gần, không giúp được. Song song trên người các nàng khí tức càng ép người, lăng lệ, áp những cái kia đến gần đồng học không dám lên phía trước. Loại tình huống này, để những cái kia còn không trúc cơ đồng học càng thêm vội vàng, xế chiều mỗi ngày tu luyện khóa đều càng nghiêm túc, cố gắng, cùng ngay từ đầu nhàn hạ khác biệt. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, thiên phú vật này có liền là có, không có liền là không có. Chớp mắt lại là một tuần lễ đi qua, trong lớp trúc cơ người đạt tới 12 cái, thiếu đi gần nửa người dưới tình huống, phòng học đều lộ ra vắng vẻ rất nhiều. Thứ hai, vượt qua một cái vui sướng cuối tuần Trần Sở đi vào phòng học, liền thấy Hạ Hữu Huy ngồi tại hắn chỗ ngồi. Trừ đó ra, Lâm Tuyết, Y Duệ hai cái lớp cán bộ cũng tại. Hạ Hữu Huy cười hì hì nhìn xem Trần Sở, hô, hắc hắc, A Sở, nhiều ngày như vậy không gặp, có hay không có muốn ta A? Trần Sở không nói, ngươi cũng không phải mỹ nữ, có cái gì rất muốn. Hơn nữa ngươi chỉ là đi khu C tu luyện chân vũ, cũng không phải rát, hôm nay không phải xuất hiện ư. Trần Sở lắc đầu, nói xong cũng không để ý tới hắn. Nhìn xem lấy ra sách giáo khoa, chuẩn bị lên lớp Trần Sở, Hạ Hữu Huy trừng mắt nhìn, một lúc lâu sau, vẫn là không nhịn được nói, A Sở, ngươi liền không hiếu kỳ chân vũ cùng công pháp cơ bản khác biệt. Nhìn xem một bộ ngươi hỏi mau ta A biểu tình Hạ Hữu Huy, Trần Sở không để ý nói, hiếu kỳ làm cái gì, ngược lại qua một thời gian ngắn ta cũng có thể tu luyện, A Sở, ngươi quá không có gì vui. Hạ Hữu Huy có chút buồn bực. Hắn hôm nay thật sớm liền tới, đợi rất lâu, liền là muốn nhìn Trần Sở cầu hắn miêu tả một thoáng chân vũ bộ dáng, không nghĩ tới lại là kết quả này. Cái phản ứng này, cùng phía trước bàn tiểu mỹ nữ hưng phấn kéo lấy hắn hạch hỏi khác biệt quá lớn, bạch mong đợi lâu như vậy. Đối cái này Trần Sở chỉ là cười cười, hắn là thật không vội vã. 4 giờ chiều, kèm theo du dương tan học tiếng chuông vang lên. Tu luyện trong phòng học, đang tu luyện Trần Sở chậm chậm thu công, thể nội sôi trào khí huyết cũng lắng xuống. Nhanh! Cảm thụ được thể nội tràn đầy khí huyết,
còn có liên tục vận chuyển thất chuyển phía sau chỉ là nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi, trên mặt Trần Sở lộ ra nụ cười. Khoảng thời gian này hắn thu hoạch rất lớn, minh tưởng pháp 5 ngày trước liền viên mãn, quan tưởng ra 12 mảnh cánh hoa. Khí huyết vận chuyển cũng có thể làm đến nửa giờ thất chuyển. Đáng tiếc, càng đi về phía sau độ thuần thục gia tăng càng ít, hiện tại tu luyện một lần, một hơi thất chuyển cũng mới gia tăng 4 điểm, bằng không mà nói hắn đã sớm đột phá. Bất quá coi như thế, còn có 3 ngày không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành trúc cơ. Thời gian vừa vặn kẹt ở trong 15 ngày trúc cơ, thiên phú biểu hiện trung đẳng, không tính rất tốt nhưng cũng không kém. Nghỉ ngơi một hồi, Trần Sở liền đi tắm rửa một cái, mang vào rửa qua một lần phía sau hong khô quần áo đi ra. Lúc này, đối diện một người nữ sinh cũng theo nữ sinh thay y phục phòng đi ra, nhìn thấy Trần Sở phía sau trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Trần Sở, phải đi về ư? Đúng. Trần Sở gật đầu. Vừa vặn, ta hôm nay cũng chuẩn bị về sớm một chút, cùng đi. Tốt. Cái này nữ đồng học gọi Lạc Phi, Trần Sở vào tuần lễ trước nhận thức đồng học, khoảng thời gian này hai người thỉnh thoảng sẽ một chỗ trao đổi một chút tu luyện tâm đắc. Tăng thêm bọn hắn đường về nhà có một nửa trùng khít, đều tại một cái phương hướng, đụng phải mấy lần phía sau liền chậm rãi quen lên. Dương quang nóng bức, ven đường dưới bóng cây, tóc dài xõa vai Lạc Phi cùng Trần Sở sánh vai mà đi, hơi hơi gió lạnh thổi qua, mang đến nhàn nhạt dầu gội đầu thanh hương. Trần Sở, ta nhìn ngươi hôm nay thất chuyển vận chuyển không có áp lực gì, hẳn là cũng sắp đột phá rồi a. Đại khái còn phải mấy ngày a. Lạc Phi liếc nhìn xa xa trên thao trường chạy nhanh những thân ảnh kia, nói khẽ, ta hiện tại quan tưởng viên mãn, khí huyết trong nửa giờ có thể vận chuyển cửu chuyển. Hôm nay sau khi trở về lại dùng mất phần kia bạo gấu huyết tinh tu luyện một đêm, ngày mai hẳn là có thể trúc cơ. Trên mặt Trần Sở lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chúc mừng. Lạc Phi quay đầu nhìn về phía Trần Sở, xinh đẹp trên mặt lộ ra cổ vũ, cố lên, Trần Sở, ta trước đi khu C bên kia chờ ngươi. Trần Sở cười cười, gật đầu nói, ân, một chỗ cố lên. Tại khi nói chuyện, hai người theo bóng cây đi ra, dương quang vẩy xuống tại Lạc Phi cái kia sữa bò nõn nà trên mặt, làn da như trong suốt đồng dạng hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy. Một màn này, nhìn Trần Sở ánh mắt có chút dừng lại. Khoảng thời gian này, Trần Sở hơi quan sát một hồi, phát hiện bọn hắn lớp nữ sinh giá trị bộ mặt đều không tệ, xinh đẹp nhất tự nhiên là lớp trưởng Lâm Tuyết, tóc tím hơi cuộn, khuôn mặt tuyệt mỹ, vóc người nóng bỏng nữ thần cấp. Tiếp theo chính là Lạc Phi. Cùng Lâm Tuyết loại kia tinh xảo đẹp khác biệt, Lạc Phi tướng mạo thì là tịnh lệ thanh thuần, trắng noãn khuôn mặt phấn nộn như son, mang theo điểm điểm hài nhi mập, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ. Một đôi đẹp mắt mắt phượng khóe mắt hẹp dài, mỗi lần mỉm cười mắt đều sẽ hơi hơi híp thành nửa tháng, lộ ra từng tia vũ mị chi ý. Thân cao tại 1m68 tả hữu, tóc dài đen nhánh ưa thích dùng màu trắng nơ con bướm buộc ở sau ót, rũ xuống màu trắng dây lụa cùng tóc sợi hỗn hợp, tràn ngập tươi mát khí tức. Loại này thanh thuần bên trong lại lộ ra một điểm vũ mị kỳ lạ mị lực, một thoáng liền đem trong lớp những cái kia ngây ngô thiếu nữ hạ thấp xuống. Dù cho là Trần Sở, thỉnh thoảng đều sẽ bị nàng, trong lúc lơ đãng tán phát vũ mị vậy có một điểm phản ứng, không thể không cảm thán lại là một cái trời sinh vưu vật. Tiếp xuống hai người lại đồng hành một đoạn đường, tiếp đó tại một cái ngã ba đường tách ra, Trần Sở lúc về đến nhà vừa vặn 5 điểm, trong tay bao lớn bao nhỏ xách theo mấy cái túi, trong đó lớn nhất hai cái trong túi trang là hơn 20 cân đông cá. Hơn 20 cân thịt cá, cũng liền đủ hiện tại phân thân ăn 2 ngày. Trong phòng bếp, Trần Sở đem từng đầu lớn chừng bàn tay hóa đơn tạm phá bụng, rửa sạch nội tạng phía sau liền để ở một bên, không bao lâu liền đem chậu đổ đầy. Lầu 2, dài 40 dài 7cm lục giác lực vinh nửa gục xuống bàn, trứng ngỗng lớn như thế đầu hơi hơi nâng lên, hai bên ba cặp màu đỏ răng sừng mở ra, tựa như một đầu tiểu sư tử. Tuy là lúc này phân thân còn không phải rất lớn, nhưng trên mình đã dần dần xuất hiện ăn thịt sinh vật ép người cảm giác. Trần Sở đem chứa lấy thịt cá chậu đặt ở phân thân trước mặt, ý thức chuyển động, liền gặp cá cóc phân thân há to mồm, cắn một cái lấy một con cá xé rách lên. Tại phân thân cái kia trên dưới hai hàng nhỏ bé nhưng sắc bén răng trước mặt, thịt cá thoải mái liền bị xé rách, mấy cái liền bị nhai nát nuốt xuống dưới, ăn tốc độ kinh người. Ăn, tiêu hóa, trưởng thành. Rất nhanh một chậu 6 cân nhiều thịt cá liền bị ăn sạch, song song cá cóc phân thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn một vòng, thân dài tăng tới 48cm. Ăn uống no đủ. Phân thân gục xuống bàn tiêu hóa. Trần Sở thì ngồi trên ghế như có điều suy nghĩ. Hắn suy nghĩ phân thân hạ lần dung hợp cái gì gen. Phân thân có thể tiến hóa dung hợp những sinh vật khác gen thiên phú, để nó nắm giữ vô hạn khả năng. Nhưng lựa chọn quá có bao nhiêu thời điểm cũng là một loại thống khổ, bởi vì côn trùng cùng động vật có quá nhiều năng lực khác, rất nhiều năng lực cường đại đến làm cho nhân loại đều không thể lý giải. Tỷ như hổ giáp trùng nháy mắt hơn 200 lần tốc độ di chuyển, đường lang hà tốc độ siêu âm bạo phát công kích. Còn có, các huynh đệ, nói đến tiếp xuống thời gian đổi mới A,
miễn phí thời điểm thời gian đổi mới phân biệt tại buổi sáng cùng giữa trưa, không xác định sẽ có hay không có bạo càng tình huống. Thuận tiện ưa thích quyển sách này các huynh đệ, nhớ đến mỗi ngày tỏa ra vé ủng hộ một chút a. Chương 15, đột phá. Buổi sáng, đi trường học trên đường, đeo ba lô Trần Hổ đi ở phía trước. Lúc này Trần Hổ nhìn thấy ven đường tiệm bánh bao, cảm giác còn có chút đói, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Sở, muốn nói cái gì thời gian đột nhiên sững sờ, kinh ngạc nói. Ca, ngươi gần nhất dường như cao lớn hơn một chút. Trần Sở tùy ý nói, ta biết, hẳn là tu luyện nguyên nhân. Cá cóc tiến hóa, tăng lên 3 điểm thể chất, khoảng thời gian này tu luyện chú thể quyết vận chuyển khí huyết, cường hóa thân thể, cũng tăng lên nhanh 2 điểm thể chất. Dưới loại tình huống này, Trần Sở chẳng những thân cao theo 1m7 tăng tới 1m73, nguyên bản gầy gò thân hình nhiều một chút bắp thịt cảm giác, thẳng tắp. Liền mặt tái nhợt bên trên cũng nhiều chút ít huyết sắc, nhìn lên càng tuấn tú khỏe mạnh. Tu luyện còn có thể trưởng thành thân thể. Đáng tiếc, ta mới 13 tuổi, vẫn không thể tu luyện. Trần Hổ có chút thèm muốn, tiếp lấy chỉ vào tiệm bánh bao. Ca, ta còn có chút đói, muốn ăn 2 cái bánh bao. Trần Sở kỳ quái nhìn xem hắn, muốn ăn liền mua a. Hắc hắc, ta không có tiền rồi. Trần Sở nhướng mày, thứ hai không phải mới cho ngươi tiền sinh hoạt ư. Cái kia, gần nhất ta sức ăn có chút lớn, đã ăn xong. Trần Hổ ánh mắt lơ lửng, có chút không dám nhìn Trần Sở. Thật, Trần Sở biểu thị hoài nghi. Bởi vì giữa trưa đều tại tiệm cơm giải quyết, nguyên cớ mỗi cái tuần lễ Trần Sở đều sẽ cho Trần Hổ tiền sinh hoạt, trừ đó ra mỗi ngày còn có một chút tiền xài vặt. Tuy là không nhiều, nhưng hẳn là đủ hắn dùng mới đúng. Về phần Trần Sở chính mình, xin lỗi, hắn là trong nhà quản sinh hoạt, mỗi tháng trong nhà chi tiêu đều trong tay hắn bóp lấy, bình thường tan học phụ trách mua đồ ăn nấu ăn. Chỉ bất quá gần nhất muốn kiêm chất dinh dưỡng thân, nguyên cớ trong nhà thức ăn hơi kém một chút như vậy. Chẳng lẽ là nguyên nhân này? Suy nghĩ một chút, Trần Sở theo trong túi lấy ra 100 đưa cho hắn, tức giận nói, cầm đi đi, còn có, lần sau không có tiền sớm một chút nói. Cái thế giới này tiền sức mua, cùng Trần Sở ở kiếp trước chỗ tồn tại địa cầu không sai biệt lắm, một tô mì 10 khối tiền tả hữu, hôm nay thứ tư, 100 đồng tiền đủ Trần Hổ mấy ngày nay dùng. Nguyên bản Trần Sở là chuẩn bị cho hắn 50, nhưng nhìn một chút Trần Hổ, đó mới 13 tuổi liền lộ ra cao lớn uy mãnh thân hình, cảm giác 50 có lẽ không đủ hắn ăn. Cảm ơn ca. Trần Hổ vui vẻ tiếp nhận tiền, mua 2 cái bánh bao lớn, mở miệng một tiếng, mấy lần liền đã ăn xong. Hai người tới đầu đường giao lộ, một bên khác mấy người mặc sơ chung đồng phục thiếu nữ đi tới, tại nhìn thấy Trần Hổ phía sau đối với hắn vẫy vẫy tay. Trần Hổ, nhanh lên một chút, đợi chút nữa ta, ca, ta đi trước, đi a. Trần Hổ cười ha hả chạy tới. Trần Hổ, người kia là ca của ngươi ư? Đúng vậy a. Trần Hổ, ca của ngươi thật đẹp trai a. Đúng thế, ca ta đẹp trai nhất, hơn nữa thành tích học tập rất tốt, niên cấp đệ nhất khảo vào Nam Thiên Vũ Cao, hiện tại đang tu luyện chân vũ. Oa, ca của ngươi thật là lợi hại. Nghe được xa xa mơ hồ truyền đến đối thoại thanh âm, Trần Sở lắc đầu. Đi tới trong lớp, Trần Sở quét mắt phòng học, không có phát hiện Lạc Phi, xem ra là đột phá thập chuyển đi tìm lão sư trúc cơ đi, lại thiếu mất một người lớp càng trống trải, loại cảm giác này để đại bộ phận học sinh càng táo bạo, buổi sáng lớp văn hóa đều lên tư tưởng không tập trung. Nửa tháng trước, mọi người cũng đều là cao nhất tân sinh, cười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ. Nhưng chỉ là hơn 10 ngày đi qua, theo lấy từng cái người trúc cơ rời đi, mấy chục người lớp liền phân ra tam lục cửu đẳng, có loại càng muộn đột phá người lại càng kén kình cảm giác. Bởi vậy buổi chiều trên tu luyện khóa, coi như không có người duy trì trật tự, từng cái cũng tu luyện đặc biệt cố gắng. Nhưng nhiều khi, càng cố gắng chỉ sẽ càng tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình hình như lệnh thật không được. Kèm theo tan học tiếng chuông vang lên, tinh huyết thạch ánh đèn đóng lại, tu luyện trong phòng học tất cả mọi người chậm chậm thu công, phần lớn người trên mặt đều lộ ra mỏi mệt. Ô ô ô, ta đến hiện tại mới miễn cưỡng vận chuyển ngũ chuyển. Một người nữ sinh không chịu nổi không tiếng động áp lực, nhịn không được khóc lên. Loại trừ bên ngoài nàng, còn có một chút học sinh trên mặt lộ ra không cam lòng cùng đắng chát. Bọn hắn tu luyện nửa tháng, khí huyết vận chuyển chỉ có thể liên tục đạt tới lục chuyển, nửa giờ nhanh nhất mới tứ chuyển. Dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản là không có cách trong vòng một tháng hoàn thành nửa giờ thập chuyển, đến lúc đó coi như đằng sau miễn cưỡng trúc cơ, cũng đại biểu không có gì thiên phú tu luyện. Đối với những Trần Sở này nhìn xem trong mắt, lại không ý tưởng gì, làm sơ nghỉ ngơi phía sau liền thu thập chuẩn bị về nhà. Không thiên phú tu luyện liền là không thiên phú tu luyện, không cần thiết cưỡng cầu, cái thế giới này không chỉ có tu luyện, cái khác ngành nghề cũng có thể trở nên nổi bật. Tất nhiên, mặc kệ là cái nào thế giới, quyền liền là quyền, có thể tu luyện chân vũ. Để bản thân cường đại không giả ngoại lực tự nhiên càng tốt hơn. Dưới tình huống bình thường, Trần Sở cũng sẽ là những người này một thành viên, tiên thiên người yếu hắn,
dù cho tinh thần thiên phú trung đẳng cũng không cách nào tu luyện võ đạo, chỉ là thể chất cái này một khối đem hắn hạn chế. Nhàn nhạt trong lúc cảm khái, sau lưng ba lo lệch vai Trần Sở không nhanh không chậm đi ra vườn trường. Đêm, trong phòng, Trần Sở thân hình như rồng, tu luyện tương tự thái cực dung hợp cổ yoga chú thể quyết. 18 tư thế không ngừng biến hóa, thông thuận tự nhiên, cùng ban đầu mới lạ hoàn toàn khác biệt, hơn 200 lần tu luyện cơ hồ biến thành bản năng. Song song thể nội hùng hậu gấp mấy lần khí huyết vận chuyển, chậm chạp tập luyện thân thể của hắn đồng thời, để thân thể của hắn tựa như lò đồng dạng tản ra kinh người nhiệt lượng. Hô! Đột nhiên, Trần Sở đột nhiên dừng lại, thở ra một hơi thật dài, một cỗ nóng rực hơi nóng xông ra nửa mét mới tán đi. Cuối cùng đạt tới nửa giờ thập chuyển. Trên mặt Trần Sở lộ ra nụ cười, lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết thông thuận, huyết khí bốc hơi, không có ngày trước cảm giác mệt mỏi. Liên tục khổ tu gần nửa tháng, cuối cùng đột phá, hơn nữa còn là cưỡng ép đánh vỡ thiên phú cực hạn, lúc này dù cho là Trần Sở cũng tràn ngập cảm giác thành tựu. Trên bản sách đã dài đến 50 cm, cánh tay lớn như vậy cá góc trên mặt cũng lộ ra nhân tính hóa vừa ý. Hoãn một chút thần, Trần Sở hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra giao diện thuộc tính. Thể chất 12, lực lượng 11, nhanh nhẹn 10, tinh thần 15, thiên phú linh hồn phân liệt công pháp nhất phẩm liên đài minh tưởng pháp tiến độ 100/100, chú thể quyết 100/100, phân thân thể lục giác lực vinh, điểm tiến hóa 25/52, bộ cơ sở pháp phân biệt tăng lên hắn 2 điểm thể chất, 2 điểm tinh thần thuộc tính, tăng trưởng thể chất kèm theo tăng lên 1 điểm lực lượng thuộc tính. Lúc này hắn chỉnh thể thuộc tính đều cao hơn người thường 2 thành, tinh thần càng là so với người bình thường cao hơn 5 điểm. Mang tới biểu hiện liền là hắn gần nhất suy nghĩ sự tình thời gian, tư duy cùng ý thức phản ứng muốn so đi qua nhanh rất nhiều. Song song phân thân khoảng thời gian này trưởng thành cũng cực kỳ vững bước tiến hành, mang tới hậu quả liền là ăn càng nhiều. Bất quá chút tiêu hao này còn trong phạm vi chịu được, Trần Sở thu hồi giao diện thuộc tính, trên mặt lộ ra nhàn nhạt chờ mong, hy vọng ngày mai trúc cơ đừng để ta thất vọng. Chỉ là tu luyện phía trước trúc cơ liền như vậy phí sức gian nan, nếu là ngày mai trúc cơ phía sau biến hóa quá kém, liền có lỗi với hắn khoảng thời gian này cố gắng. Ưa thích quyển sách này các huynh đệ, nhớ đến ném bỏ phiếu ủng hộ một thoáng a. Chương 16, siêu phàm. Sáng sớm, Trần Sở xuôi theo dòng người đi vào trường học cửa chính. Đập vào mi mắt là từng cái tràn ngập chiều khí khuôn mặt, mặc kệ nam nữ, nhìn lên đều đối tương lai tràn ngập hy vọng. Mà tại hiện tại hạ khu, chỉ cần lên cấp 3 đều muốn học tập chú thể quyết, bởi vậy dù cho là một chút học sinh khối văn đều tinh khí thần sung mãn, thần thái sáng láng. Loại hình ảnh này thỉnh thoảng sẽ để Trần Sở sinh ra cái thế giới này người người như rồng ảo giác. Vượt qua văn khoa lớp học, Trần Sở xuyên qua đợi nửa tháng tòa B tu luyện đại lầu, đi tới đằng sau khu C đại lầu, nhập môn là lầu một khu làm việc. Nhìn xem đi tới Trần Sở, mặt bên phía sau bàn làm việc nữ nhân hỏi, ngươi là cái nào lớp tân sinh? Lớp 3. Lớp 3 là Bàng Long giáo sư phụ trách, ngươi đi lầu 3 tìm hắn a, từ nơi đó đi thang máy đi lên. Nói xong, nữ nhân nào trả lại Trần Sở chỉ xuống. Cảm ơn. Trần Sở lễ phép nói cảm ơn, lập tức ngồi thang máy đi tới lầu 3. Đây là một cái so tu luyện phòng học càng rộng lớn, hơn 1000 m² tầng lầu. Loại trừ từng cái 2 m đường kính trụ chịu lực bên ngoài, chính giữa không có trở ngại gì vật. To như vậy tầng lầu hai bên hiện đầy đủ loại dụng cụ cùng sản phẩm công nghệ cao, không gian thì là chia làm từng cái mấy chục mét vuông đơn độc tu luyện trường. Lúc này thời gian còn sớm, không có học sinh tu luyện, mà tại vỏ miệng chỗ không xa. Ngày đầu tiên lộ ra mặt Bàng Long ngồi trong phòng làm việc, ngay tại xem máy tính. Nhìn thấy gõ cửa đi tới Trần Sở, Bàng Long hơi hơi suy tư một chút, trầm giọng nói, lớp 3, Trần Sở. Đúng vậy, lão sư. Đối với hắn có thể kêu lên chính mình danh tự Trần Sở có chút bất ngờ, cuối cùng ngày kia song phương liền gặp qua một lần, hơn nữa còn chỉ là lão sư tự giới thiệu. Tất nhiên, Trần Sở không biết rõ đối phương, tại khai giảng thời gian liền nhìn qua tất cả mọi người tài liệu. Bàng Long vừa ý gật đầu, không tệ, tinh khí thần sung mãn, khí huyết tràn đầy. Có thể tại nửa tháng hoàn thành trúc cơ, thiên phú còn có thể. Phần tài liệu này cầm xem một chút, 10 phút đồng hồ thời gian, sau khi xem xong ta liền dẫn ngươi đi trúc cơ. Nói lấy, Bàng Long đem trước mặt một phần cặp văn kiện đẩy tới. Thấy thế Trần Sở cũng không câu thúc, ngồi ở đối diện hắn cầm văn kiện lên kẹp. Theo cặp văn kiện có chút cũ kỹ phong vỏ cứng bên trên, có thể nhìn ra đã bị rất nhiều người nhìn qua. Mà bên trong nội dung thì là liên quan tới tiếp xuống trúc cơ hạng mục chú ý. Cái gọi trúc cơ, liền là dẫn khí nhập thể, dẫn chính là thiên địa ở giữa phân ly siêu phàm năng lượng. Tại đi qua, cái thế giới này trong thiên địa chỉ có đủ loại xạ tuyến, từ trường đợt, nguyên cớ người thường coi như lại thế nào tu luyện cũng không cách nào siêu phàm. Thẳng đến 50 năm trước kỷ nguyên mới mở ra, kèm theo những cái kia cự thú xuất hiện lại biến mất vết nứt, vô cùng vô tận siêu phàm năng lượng tràn vào địa cầu.
Chỉ bất quá những năng lượng này tiêu tán ở trong thiên địa, mỏng manh đến người thường không cách nào nhận biết, chỉ có một ít tiên thiên thức tỉnh người mới có thể tu luyện mạnh lên. Đối mặt loại tình huống này, một chút tu luyện cường giả cùng quốc gia hợp lực, nghiên cứu nhiều năm, sáng chế ra đời thứ nhất công pháp tu luyện, tiếp lấy lại đi qua lần lượt ưu hóa, phổ cập, lại sáng chế ra Trần Sở bọn hắn tu luyện minh tưởng pháp, chú thể quyết, phân biệt cường hóa thân thể sôi nổi tinh thần. Mà vì tiến hơn một bước bảo đảm có thể thành công trúc cơ, mỗi cái nhất đẳng cao giáo đều chế tạo đặc thù phòng tu luyện. Tại trong phòng tu luyện, phân ly siêu phàm năng lượng là ngoại giới gấp 5 lần, có thể để cho người mới học càng dễ dàng cảm thụ, bắt siêu phàm năng lượng dẫn vào thể nội luyện hóa. Trên lý luận, lần đầu tiên trúc cơ là một lần thoát thai hoán cốt thuế biến, bởi vậy cơ sở càng tốt, trúc cơ trạng thái kéo dài càng lâu thu hoạch lại càng lớn. Trừ đó ra, trong văn kiện còn có rất nhiều cần thiết phải chú ý tỉ mỉ, tránh bọn hắn những cái này người mới học phạm sai lầm, dẫn đến trúc cơ thất bại. Nhìn xem buông xuống tài liệu thiếu niên, Bàng Long trầm giọng nói, nhìn xong ư? Trần Sở gật đầu, nhìn xong. Vậy thì tốt, đi theo ta đi. Bàng Long đứng dậy, mang theo Trần Sở đi ra văn phòng. Lúc này mấy cái cửa thang máy mở ra, đã tuôn ra mười mấy học sinh. Những người này liền có Hạ Hữu Huy, Lâm Tuyết, Y Duệ trên những lớp này đã sớm trúc cơ người, bao gồm hôm trước hoàn thành trúc cơ Lạc Phi cũng tại. Nhìn thấy Trần Sở, trên mặt Hạ Hữu Huy lộ ra vui vẻ nụ cười, A Sở, người rốt cuộc đã đến. Tạm được, rơi ở phía sau các ngươi nhiều ngày như vậy. Trần Sở cười cười. Hạ Hữu Huy dùng sức vỗ vỗ Trần Sở bả vai, rất là cao hứng. Ta liền biết ngươi không có vấn đề. Tóc dài dùng màu trắng hồ điệp dây lụa thúc trụ Lạc Phi đi tới, xinh đẹp trên mặt lộ ra nụ cười, một đôi đẹp mắt mắt phượng nhắm lại 10 điểm mê người. Thấy là bạn cùng lớp, Lâm Tuyết, Y Duệ mấy người cũng khẽ gật đầu ra hiệu, đối cái này Trần Sở trở về lấy mỉm cười. Lúc này Hạ Hữu Huy còn muốn nói điều gì, bị Bàng Long cắt ngang, tốt, đằng sau có nhiều thời gian ôn chuyện, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Hạ Hữu Huy đối lão sư cười hắc hắc, đúng, A Sở, ngươi nhanh lên một chút đi trúc cơ A, đến lúc đó liền có thể lựa chọn một môn chân vũ tu luyện. Cố lên! Lạc Phi cho cái cổ vũ ánh mắt, gật đầu bắt biến chuyện qua, Trần Sở liền đi theo Bàng Long đi vào thang máy, bất quá không phải hướng lên, mà là hướng phía dưới một đường đi tới dưới đất phụ tầng 5. Ra thang máy là một loạt hành lang, hai bên là từng cái cửa nhà đóng lại phòng nhỏ. Trần Sở đứng ở một bên, Bàng Long thì đi tương tự tự phục vụ máy bán hàng quầy hàng trước mặt, truyền vào tài liệu, nghiệm chứng thân phận, lập tức máy móc phun ra một chương thẻ. Mà tại Trần Sở chờ như vậy một hồi, liền lại lần lượt có mấy cái lão sư xuống tới, đi theo phía sau một cái hoặc là hai cái học sinh. Đi A, số 15 phòng tu luyện, nhớ kỹ, có thể kiên trì bao lâu là bao lâu. Trần Sở tiếp nhận thẻ tử, tìm tới ngày 15 phòng tu luyện phía sau đem thẻ hơi chen, lập tức dày nặng kim loại cửa nhà từ từ mở ra. Tại Trần Sở sau khi tiến vào, cửa nhà lại chậm chậm đóng lại, tiếp lấy trước mặt tầng thứ hai cửa thủy tinh màu trắng mở ra cái lỗ hổng, lập tức một cỗ ý lạnh thổi tới. Đây là nồng độ cao siêu phàm năng lượng hướng năng lực kém khu vực phun trào hiện tượng. Trần Sở không dám thất lễ, vội vã xuyên qua cửa thủy tinh, sau lưng cửa thủy tinh tại cảm ứng được hắn sau khi tiến vào tự động đóng. Đây là một cái dài rộng 3-4 mét, đại khái tầm 10 mét vuông phòng nhỏ, đỉnh đầu có nhàn nhạt quang mang màu trắng tung xuống, trừ đó ra cái gì đều không, 10 điểm đơn giản. Hô! Trần Sở hít sâu một hơi, đi tới chính giữa đứng vững, không có hoa gì bên trong hồ chạm gác chuẩn bị, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Trúc cơ cơ sở yêu cầu, liền là chú thể quyết nửa giờ thập chuyển, tương đương yêu cầu 3 phút liền muốn tu luyện một lần, mục đích là để toàn thân huyết khí bốc hơi. Mà minh tưởng pháp, thì là vì để cho tinh thần lực càng ngưng kết, thuần túy, có thể càng nhanh vận chuyển khí huyết, bắt ngoại giới phân ly siêu phàm năng lượng. Lúc này theo lấy Trần Sở tu luyện, chú thể quyết 18 tư thế không ngừng biến hóa, tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn thân khí huyết nhanh chóng vận chuyển càng khô nóng. Làm liên tục thập chuyển thời gian, cả người toàn thân tựa như lồng hấp, khí huyết tản ra nhiệt độ cao, tinh thần lực bởi vì khí huyết sôi nổi biến đến càng nhạy bén. Lập tức hắn cảm giác được xung quanh như có như không dạo chơi năng lượng, cực kỳ mỏng manh, hư vô, mờ mịt. Ngay tại lúc này, Trần Sở biến sắc, lấy càng nhanh tốc độ tu luyện chú thể quyết, cùng lúc đó, tinh thần lực đem bên ngoài thân cảm giác được một tia ngoại giới năng lượng kéo vào thể nội. Oanh! Chương 17, một tầng. Ngay tại cỗ năng lượng kia tiến vào thể nội, cùng bốc hơi khí huyết tiếp xúc thời gian, tựa như hỏa tinh đốt lên xăng, Trần Sở chỉ cảm thấy toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực. Tất nhiên, cái này chỉ là ví dụ, không phải nói thật bắt đầu cháy rừng rực. Theo lấy từng sợi siêu phàm năng lượng bị thu hút thể nội, Trần Sở toàn thân khí huyết bốc cháy càng tràn đầy, song song xuôi theo vận chuyển khí huyết vận chuyển toàn thân. Tại siêu phàm năng lượng bốc cháy phía dưới, những cái này huyết khí tính chất phát sinh nào đó đặc thù biến hóa, vận chuyển toàn thân thời gian những nơi đi qua bắp thịt,
khung xương nhộn nhịp bị trên phạm vi lớn cường hóa. Cái này cường hóa bao gồm ngũ tạng lục phủ, da thịt cùng thần kinh các loại. Loại cảm giác này, cùng phía trước phân thân tiến hóa thời gian tăng lên có chút tương tự, thuộc về toàn diện tăng cao tố chất thân thể, các phương diện đều tại siêu phàm năng lượng phía dưới tăng lên trên diện rộng. Mỗi một phút, trần sở thân thể đều tại trở nên càng thêm cường đại. Loại tình huống này để hắn tu luyện càng cố gắng, tinh thần lực điên cuồng dẫn dắt siêu phàm năng lượng nhập thể. Nếu nói chú thể quyết tu luyện ra được bốc hơi khí huyết, là thiêu đốt siêu phàm năng lượng cơ sở. Như thế minh tưởng tu luyện ra được cường độ tinh thần lực, thì quyết định ngươi có thể trong vòng một phút dẫn dắt bao nhiêu siêu phàm năng lượng, quyết định ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cả hai đều thiếu một thứ cũng không được. Mà có thể nghĩ ra cùng tạo ra loại này trúc cơ công pháp người, quả thực chính là thiên tài. Tại trần sở bắt đầu trúc cơ thời gian, trong phòng học, rất nhiều đồng học đều bất ngờ nhìn về phía hắn bình thường chỗ tồn tại chỗ trống. Bên cạnh, một cái tóc ngắn nữ sinh hâm mộ nói, trần sở đồng học đến hiện tại cũng còn chưa tới, hẳn là đã đột phá, đi tìm bằng lão sư trúc cơ. Ta cảm giác hẳn không có. Một nam sinh khác lắc đầu. Cái trần sở kia, ta nhớ đến thứ nhất tu luyện chú thể quyết thời gian, hắn dùng sắp 50 phút mới hoàn thành nhất chuyển. Những bạn học khác đại bộ phận đều tại 20 đến 30 phút ở giữa. Loại thiên phú này tại trong lớp tính toán kém nhất, làm sao có khả năng còn nhanh hơn chúng ta trúc cơ. Không, ta cảm thấy hắn có lẽ đột phá. Tuy là hắn lần đầu tiên vận chuyển khí huyết rất chậm, nhưng đằng sau tu luyện khóa ta chú ý tới, tiến độ tu luyện của hắn tăng lên rất nhanh, hôm qua đã có thể vận chuyển bát chuyển còn thành thạo. Ta cũng cảm thấy là đột phá. Thèm muốn a, ta hiện tại mới tu luyện đến thất chuyển, hơn nữa trong nửa giờ chỉ có thể vận chuyển lục chuyển, không biết rõ lúc nào mới có thể đột phá. Người so với ta tốt, ta hiện tại một lần chỉ có thể vận chuyển ngũ chuyển, nhiều hơn nữa cũng cảm giác choáng đầu hoa mắt, mệt muốn chết. Đều nửa tháng mới ngũ chuyển. Ngươi không hy vọng, ta khuyên ngươi vẫn là chọn khoa văn hóa a. Ô ô, nhân gia mới tu luyện đến tứ chuyển, làm thế nào? Trúc cơ trạng thái một mực kéo dài hồi lâu, làm tinh thần lực tiêu hao, đến không cách nào lại dẫn ngoại giới năng lượng nhập thể thời gian, trần sở mới chậm rãi thu công. Hô, trần sở thở ra một hơi thật dài, mở hai mắt ra, trong mắt song song lộ ra mỏi mệt cùng hưng phấn. Mỏi mệt là tinh thần tiêu hao quá lớn, hưng phấn thì là khoảng thời gian này tu luyện có hồi báo. Theo lấy trúc cơ thành công, hắn lúc này có thể rõ ràng thể nội khí huyết như lò, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, có loại có thể một quyền đánh xuyên qua vách tường cảm giác. Tất nhiên, loại cảm giác này là bởi vì thể chất một thoáng cường hóa quá nhiều ảo giác. Đè xuống đáy lòng hưng phấn, trần sở hơi chuyển động ý nghĩ một chút gọi ra giao diện thuộc tính, lập tức liền thấy thể chất 21, lực lượng 20, nhanh nhẹn 19, tinh thần 24. Tứ đại thuộc tính toàn bộ tăng lên 9 điểm, tương đương với người thường gấp đôi. Đồng thời trần sở mơ hồ cảm giác lần này trúc cơ, không chỉ là thể chất tăng lên trên diện rộng, thân thể của hắn hình như còn phát sinh một chút cái khác không nói được biến hóa. Như có điều suy nghĩ bên trong, trần sở mở ra cửa chính. Nhìn xem đi ra thiếu niên tuấn Mỹ, Bàng Long vừa ý gật đầu. Không tệ, trúc cơ 2 giờ, cái thành tích này đã thuộc về trung thượng đẳng. Nhìn dáng vẻ của ngươi thu hoạch rất lớn, đi thôi, đi chọn lựa thuộc về ngươi chân vũ công pháp. Được, lão sư. Trần sở có chút kích động theo sau lưng. Trúc cơ thành công chỉ là bắt đầu, tiếp xuống mới là chân chính bước vào tu luyện cửa chính. Đi theo Bằng Long, hai người đi thang máy một đường đi tới đại lầu tầng 33 tầng cao nhất, nơi này tựa như một cái to lớn thư viện, bày đầy giá sách cùng chất giấy quyển sách. Ngay tại trần sở cho là, những cái kia quyển sách liền là chân vũ bí tịch thời gian, Bằng Long lại đem hắn mang hướng một cái khác tương tự quán nét bao gian khu vực địa phương. Trong mỗi cái phòng đều có máy tính, người sau khi tiến vào truyền vào mã số sinh viên. Thông qua mặt người nhận, cơ sở số liệu ghi chép vào phía sau, liền có thể xem quyền hạn bên trong công pháp. Nhớ kỹ, trường học lấy 3 ngày, 1 tuần lễ, nửa tháng, 1 tháng qua phân chia tân sinh ban đầu quyền hạn. Ngươi tại trong nửa tháng đột phá trúc cơ, nắm giữ học tập 2 bộ đề cấp công pháp tư cách, công pháp một khi lựa chọn liền không cách nào thay đổi, nguyên cớ cẩn thận lựa chọn. Nếu là sau này còn muốn học tập đẳng cấp cao hơn hoặc là cái khác công pháp, liền muốn điểm cống hiến đổi, điểm cống hiến là cái gì trên máy tính có nói rõ. Đúng rồi, bên ngoài những cái kia là một chút đạo giáo, Phật gia kinh thư, mỗi liên bang giới thiệu vắn tắt còn có một chút liên quan, tới biến dị thú cùng tu luyện giả kiến thức chờ tài liệu, tu luyện phía sau nhìn nhiều nhìn không chỗ xấu. Tốt, ta đi tìm người uống trà, chính ngươi đi à. Đối trần sở giao phó xong những cái này, Bàng Long liền đi vào cách đó không xa văn phòng, bên trong một người trung niên ngay tại cho trên ban công hoa cỏ tưới nước. Trần sở tìm cái không có người gian phòng, khóa trái cửa, đi tới máy tính sofa trước mặt ngồi xuống. Máy tính mở ra, có thể trực tiếp truyền vào mã số sinh viên. Tích, mã số sinh viên 2055, 967,
bắt đầu mặt người nghiệm chứng, kèm theo trí năng ngữ âm vang lên, trên màn hình máy quay phim bắn ra hồng quang nhàn nhạt, đảo qua Trần Sở khuôn mặt. Nghiệm chứng thông qua, hoan nghênh đi tới Thiên Vũ Trí Khố hệ thống, kế tiếp là số liệu ghi chép vào, xin dựa theo yêu cầu tại bên cạnh khảo thí khí bên trên khảo thí số liệu. Xin bắt đầu hạng thứ nhất, lực cánh tay khảo thí. Số liệu khảo thí ư? Trần Sở đứng dậy, đi tới gian phòng bên trái lực cánh tay máy móc trước mặt, bắt lấy hai bên móc kéo phía sau hít sâu một hơi, nửa người trên bắp thịt lực lượng bạo phát. Lực cánh tay 102 kg, số liệu đã chuyển lên, xin bắt đầu lực quyền khảo thí. Oanh! Lực quyền 210 kg, số liệu đã chuyển lên, xin bắt đầu lực đá khảo thí. Lực đá 290 kg, số liệu đã kiểm tra xong. Người cơ sở số liệu đã đạt tới một tầng nhập môn tiêu chuẩn, thu được điểm cống hiến nhận lấy tư cách, trước mắt mỗi tháng có thể nhận lấy 3 điểm cống hiến điểm. Hiện tại 10 học viên chọn lựa chân vũ công pháp. Nói xong những cái này, trên máy tính liền nhảy ra một cái công pháp xem tuyển hạng. Bất quá Trần Sở không có trước tiên đi chọn lựa công pháp, mà là đứng ở nơi đó, dư vị chính mình vừa mới bạo phát lực lượng cảm giác. Lực cánh tay 100 kg, lực quyền 200 kg, toàn lực một cước lực đá càng là đến gần 300 kg. Loại lực lượng này nếu là rơi vào người thường trên mình đủ để một cước đá chết, mà loại lực lượng này chẳng qua là chân vũ nhập môn, xứng đáng là có thể chậm rãi áp chế khoa kỹ văn minh hệ thống tu luyện. Trong lúc cảm khái, Trần Sở đi tới trước mặt máy tính lần nữa ngồi xuống, điểm kích xem, trên màn hình xuất hiện hơn 50 cái công pháp danh tự. Mỗi cái công pháp điểm đi vào liền có thể nhìn thấy cặn kẽ giới thiệu. Minh Ngọc Quyết, chủ phòng ngự, kiêm bạo phát, tu luyện phía sau bên ngoài thân như ngọc kiên cố. Đại thành phía sau nhục thân có thể đối cứng súng tiểu liên cùng đạn súng trường. Linh quang kiếm pháp, tu luyện phía sau kiếm quang linh động nhanh chóng, bạo hùng chiến thể, chủ lực lượng, kiêm phòng ngự, tu luyện hậu khí máu hùng hậu, lực lượng kinh người, tại đồng cấp công pháp bên trong hiếm có thể so. Quỷ ảnh thối, chủ tốc độ, kiêm bạo phát, tu luyện phía sau tốc độ nhanh chóng kinh người, đại thành thời gian giống như quỷ mị, đồng thời sẽ không bị tia hồng ngoại thiết bị cảm ứng được. Long tượng công, chủ lực lượng, các huynh đệ, nhớ đến bỏ phiếu vé ủng hộ một chút a. Chương 18, binh khí nặng. Nhìn xong tất cả công pháp giới thiệu, Trần Sở tựa ở trên ghế sofa hơi hơi trầm ngâm. Hắn phát hiện tất cả công pháp đều chỉ có tầng 3, trên việc tu luyện giới hạn tầng 3, đây chính là đề cấp công pháp hạn chế. Đã có đề cấp công pháp, như vậy thì khẳng định có cao cấp thậm chí đỉnh cấp, loại công pháp này người bình thường học không đến, cần càng cao quyền hạn. Mà quyền hạn cùng bọn hắn đột phá trúc cơ thời gian ngang nhau. Càng nhanh đột phá, ban đầu quyền hạn liền càng cao. Khó trách Lâm Tuyết những người kia bản thân thiên phú liền tốt, còn vì nhanh chóng đột phá trúc cơ không tiếc tiêu hao đại lượng tài nguyên, hẳn là đã sớm biết quyền hạn vật này. Nghĩ tới đây, Trần Sở không khỏi nghĩ đến ngày kia Hạ Hữu Huy lần kia cố ý chờ hắn, nói cho hắn biết khí huyết tài nguyên có thể bổ sung khí huyết, tu luyện nhanh hơn sự tình. Lúc ấy Hạ Hữu Huy khả năng không chỉ là nhắc nhở hắn chú ý thân thể, còn có mịt mờ nhắc nhở hắn dùng tiền mua sắm tài nguyên. Gia tốc sớm một chút trúc cơ ý tứ. Đáng tiếc, coi như lúc ấy Hạ Hữu Huy nói rõ hắn cũng không có cách nào a. Bởi vì không có tiền, hơn nữa tư chất của hắn vốn là kém, có thể kẹt ở trong nửa tháng đột phá vẫn là bởi vì phân thân tiến hóa, giao diện thuộc tính cố hóa độ thuần thục hai cái nguyên nhân. Như có điều suy nghĩ bên trong, Trần Sở lực chú ý lại về tới công pháp lựa chọn bên trên. Những công pháp này mỗi bộ đều có khuynh hướng, nhưng đại thể có thể chia làm chủ thân thể tu luyện cùng binh khí hai loại. Chủ thân thể tu luyện lại phân làm chủ tu lực lượng, phòng ngự, tốc độ bạo phát cùng cự ly ngắn di chuyển thân pháp thối pháp trở, mà binh khí loại thì càng nhiều mặt. Nhưng mặc kệ là loại nào binh khí, Trần Sở đều phát hiện vô cùng khoa trương. Tỷ như tu luyện kiếm pháp kiếm quyết công pháp, ghi chú bên trên liền có yêu cầu lựa chọn phối kiếm không thể ngắn tại 1m5, chiều dài không thể vượt qua 2m. Muội ngươi, 2m đều là cự kiếm đi. Còn có tu luyện lưu tinh chùy chùy pháp, cái kia đề nghị vật phẩm tiêu phối số liệu. Vẻn vẹn là đầu búa liền muốn nặng 100 kg, nếu không cách nào phát huy ra uy lực, binh khí càng nặng càng tốt. Trừ đó ra, mấy bộ đao pháp cũng không ngoại lệ, khoa trương nhất chính là một bộ gọi bá thiên 10 chém đao pháp, yêu cầu đao dài 3m, rộng nửa mét. Cái này không phải đao, trọn vẹn liền là cánh cửa. Bất quá sáng tạo những người công pháp này mục tiêu là đối phó biến dị thú, Trần Sở lại có chút lý giải. Cuối cùng những cái kia biến dị thú dính lấy liền là, đến mấy mét thậm chí mười mấy thước hình thể. Càng chưa nói hình thể to lớn cự thú, nếu là vũ khí quá nhỏ chẳng phải là cho người ta gãi ngứa. Trong suy tư, Trần Sở cuối cùng lựa chọn một bộ chủ tu công pháp, Long Tượng Công, một môn đao pháp, tâm nhãn minh đao, vũ khí đề nghị chiều dài 2m. Xác định công pháp tu luyện phía sau, Trần Sở nới lỏng một hơi. Lựa chọn khó khăn chứng liền là phiền toái như vậy, những công pháp này tuy là đều là đê cấp, nhưng mỗi loại đều cảm giác rất không tệ,
chỉ cần đại thành đều có thể coi thường nhẹ hỏa khí. Hơn nữa, mỗi bộ công pháp cũng là vì đem thân người bên trên nào đó ưu thế phát huy đến cực hạn, đặc biệt làm giết chóc mà sinh. Tiếp đó, tiếp xuống, liền là đổi công pháp tu luyện vật liệu. Không tệ, Trần Vũ công pháp rất cường đại, nhưng tu luyện cũng phiền toái. Rất nhiều chủ tu thân thể công pháp đều muốn đồng bộ tài nguyên mới có thể vào cửa. Tỷ như Long Tượng công nhập môn, liền cần, tại lúc tu luyện dùng một loại gọi bá tượng biến dị thú huyết dịch bôi lên trên mình, để thân thể thể thu được một chút voi đặc tính. Mà công pháp một khi tu luyện thành công, lực lượng liền sẽ tăng nhiều. Đợi đến Trần Sở xác định công pháp, trên đầu một cái nón trò chơi ảo đồng dạng đồ vật chậm chậm rơi xuống, nhìn qua giới thiệu Trần Sở không chần chờ, đưa mũ giáp đội ở trên đầu. Thân phận nghiệm chứng bên trong, nghiệm chứng thông qua. Mời học viên buông lỏng, không cần khẩn trương, bắt đầu Long Tượng công, tầm nhãn minh đào số liệu truyền thâu, Trần Sở trước mắt xuất hiện màn hình sáng lên, trong hình xuất hiện một cái hình thể khôi ngô, chí ít có 2 mét trung niên nhân bắt đầu tu luyện Long Tượng công. Tại trên người hắn, xuất hiện từng đạo khí huyết vận chuyển lộ tuyến, tựa như từng cái mũi tên xuôi theo nhất định quy luật vận chuyển. Những cái này hình vẽ thông qua đặc thù con ngươi ký ức trùng sáng, có thể duy trì đại não 1 tháng sẽ không quên, ở vào xem qua là nhớ trạng thái. Mà 1 tháng thời gian đủ để cho tân sinh nhập môn. Chờ Trần Sở đi ra, Bằng Long đã rời đi. Ngồi thang máy đi tới lầu 3, Trần Sở chưa thấy Bằng Long, ngược lại chỗ không xa đang tu luyện Hạ Hữu Huy, nhìn thấy hắn phía sau ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy Hạ Hữu Huy hưng phấn chạy tới, liền chuẩn bị dùng cái kia mang theo mũ bảo hiểm xe máy đồng dạng lớn nhỏ, trải rộng gai nhọn quyền sáo tay chụp bả vai hắn, bị Trần Sở vội vã ngăn lại. Ngươi muốn mưu sát ta à? À, xin lỗi, quen thuộc. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc, nắm tay buông xuống, tiếp lấy hiếu kỳ nói, A Sở, tới nói nhìn, ngươi cơ sở số liệu tỷ như lực quyền có bao nhiêu? Cái này không có cái gì che giấu tất yếu, Trần Sở thuận miệng nói, lực cánh tay 102, lực quyền 210, lực đá 290, vừa vặn đạt tới tầng 1 thiên môn cột. Lực cánh tay 102, lực quyền mới 200kg, nhìn tới A Sở ngươi không học qua cái gì vật lộn kỹ xảo A, bình thường bị chuyên nghiệp huấn luyện người. Lực quyền có thể đạt tới lực cánh tay gấp 3, thậm chí đặc biệt huấn luyện qua bắp thịt tăng cường người, có thể đạt tới 4 lần. Hạ Hữu Huy cười ha hả nói, bất quá đã không tệ, cơ sở số liệu đạt tới tầng 1 thiên môn cột, mỗi tháng có điểm cống hiến ban thưởng, có thể để cho ngươi Trần Vũ nhanh chóng nhập môn. Một tầng cột cửa, liền là trúc cơ phía sau cơ sở lực cánh tay vượt qua 100kg, thể chất cường hóa đạt tới người thường gấp 2. Hơn nữa ta nhớ đến ngươi mới bắt đầu thể chất đồng dạng. Có lẽ liền người thường tiêu chuẩn đều không đạt được. Không tệ. Trần Sở gật đầu, thân thể của hắn vốn là yếu, nhìn lên có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Nói như vậy, thân thể của ngươi đối cường hóa thể chất, gia tăng lực lượng công pháp độ phù hợp tương đối cao, tu luyện chú thể quyết liền đối thể chất cường hóa đạt tới 0.6 lần. Chỉ có dạng này, mới có thể nói xuôi được ngươi có thể một hơi đột phá đến 1 tầng. Nói đến đây, trên mặt Hạ Hữu Huy cũng nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ, bởi vì đối một ít công pháp phù hợp cao, tỷ như lực lượng, phòng ngự các loại cũng thuộc về ẩn tính thiên phú một loại, chỉ cần chọn đúng công pháp liền có thể làm ít công to. Vận khí tốt a. Trần Sở khiêm tốn một câu. Hắn biết Hạ Hữu Huy hiểu lầm, bất quá dạng này vừa vặn. Chia đều thân lần nữa tiến hóa, thể chất của hắn khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng, lý do này có thể dùng để che giấu sau này thực lực đột nhiên tăng vọt hiện tượng. Đúng rồi, lão Hạ, ngươi trúc cơ thời gian số liệu là bao nhiêu? Trần Sở hỏi vặn lại, muốn biết những cái này trong một tuần trúc cơ thiên tài số liệu. Ta sao, tạm được. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc, trên mặt lộ ra đắc ý. Ta ngay lúc đó lực cánh tay là 140, lực quyền 340, lực đá 420, thế nào, lợi hại hay không? Phải biết Lâm Tuyết hoàn thành trúc cơ thời gian lực cánh tay cũng mới 130, ta còn mạnh hơn nàng. Trần Sở không khỏi gật đầu, chính xác lợi hại. Dựa theo không tất có tập luyện người thường lực cánh tay trung bình 50kg để tính, Hạ Hữu Huy trúc cơ hoàn thành thời gian thể chất chí ít 28 điểm, cao hơn hắn 6 điểm. Mà chú thể quyết đối với hắn tăng phúc, khả năng chỉ có 2-3 giờ thể chất tăng lên, bằng không sẽ không đối Trần Sở 0.6 lần tăng phúc cảm thấy thèm muốn. Lại thêm trúc cơ thời gian dự tính 10 điểm tả hữu tăng lên, trước khi tu luyện thể chất của hắn có lẽ liền đạt tới 16 điểm, cơ sở vượt qua người thường một đoạn dài. Tăng thêm một chút bổ khí huyết tài nguyên, khó trách bọn hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Trần Sở, đừng hắn thổi phồng. Lúc này Lạc Phi đi tới, Hạ Hữu Huy. Ngươi đừng quên phái nữ trung bình lực cánh tay chỉ có 40kg. Coi như lớp trưởng phía trước học tập một chút thể thuật, hoàn thành trúc cơ thời gian 130kg lực cánh tay, cũng nói nàng cơ sở thể chất đạt tới người thường gấp 3, so ngươi tăng phúc còn cao. Có đúng không? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm, nam nữ cơ sở lực lượng không phải đồng dạng. Bị vạch Trần Hạ Hữu Huy mặt lộ mờ mịt.
Chương 19, Bão Đoàn. Không đi để ý tới giả vờ ngây ngốc Hạ Hữu Huy, Lạc Phi nhìn về phía Trần Sở, đề nghị, lập tức tới ngay giữa trưa, cùng đi ăn cơm ư. Khó Võ Tu tiệm cơm thức ăn cùng Văn Khoa bên kia khác biệt, mỗi ngày sẽ cung cấp một phần dị thú thịt. Trần Sở nghe vậy, lập tức có chút hiếu kỳ, dị thú thịt, hương vị cùng phổ thông thịt khác nhau ở chỗ nào ư? Trên hương vị không khác nhau nhiều lắm, liền là lực nhai càng tốt, ẩn chứa phong phú hơn dinh dưỡng, bởi vì tiệm cơm thịt chỉ là phổ thông nuôi dưỡng dị thú. Tại khi nói chuyện, Lạc Phi đem trên trán rũ xuống tóc sợi vẩy tại sau tai, trong lúc lơ đãng lộ ra nhàn nhạt mê người phong tình. Lúc này xa xa cửa phòng làm việc mở ra, Bàng Long liếc nhìn ba người, ăn cơm còn có một chút sớm, Trần Sở, tới đem một chút thỏa thuận ký tên. Lão sư tốt, không biết rõ muốn ký cái gì, Trần Sở dừng lại, đối Lạc Phi cùng Hạ Hữu Huy lên tiếng chào, liền theo vào văn phòng. Đây là tu luyện giả, không đối người thường sử dụng võ lực hiếp bức cùng thương tổn luật pháp, đây là công pháp cấm chỉ truyền ra ngoài hứa hẹn sách, còn có, đây là học sinh đang học vũ khí quản lý hiệp ước. Đây là tu luyện giả hàng ngày chú ý điều lệ hạng mục công việc liên quan tới gặp phải chuyện bất bình thời gian thấy việc nghĩa hăng hái làm hành động hướng dẫn. Vừa nói, Bàng Long một bên theo trong ngăn kéo lấy ra từng phần văn kiện ném cho Trần Sở. Có rất nhiều cần hắn ký điều lệ, có chút là trở thành. Tại trường học tu luyện sinh phía sau cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, bao gồm binh khí quản lý các loại. Bởi vì văn kiện quá nhiều, coi như là Trần Sở trong lúc nhất thời cũng nhìn nhức đầu. Gặp hắn một mặt đau đầu, Bàng Long cười cười, không nói để ngươi hai lần nhìn xong. Hôm nay sau khi tan học có thể mang về từ từ xem, ngày mai giao cho ta là được. Lão sư tốt, Trần Sở vậy mới nới lỏng một hơi. Bàng Long gật đầu một cái, ngươi trúc cơ số liệu ta xem qua, không tệ, công pháp đã chọn tốt đi. Đúng thế, Trần Sở gật đầu. Bàng Long nhắc nhở, đã chọn tốt, chờ sau đó ăn cơm trưa, liền đi bộ hậu cần nhận lấy tài nguyên tu luyện, sớm một chút nhập môn. Phải biết trúc cơ không chỉ là cường hóa thể chất đơn giản như vậy, còn ở một mức độ nào đó thay đổi thể chất của các ngươi. Để các ngươi đối siêu phàm năng lượng có nhất định thân thiện. Tiếp xuống chỉ cần tu luyện chân vũ, vận chuyển khí huyết, liền có thể hấp thu ngoại giới siêu phàm năng lượng cường hóa bản thân. Mà tại hoàn thành trúc cơ trong vòng vài ngày, thân thể của ngươi đối siêu phàm năng lượng ở vào tương đối mẫn cảm sôi nổi thời kỳ, tu luyện năng suất sẽ càng tốt hơn. Trần Sở hơi sững sờ, không nghĩ tới trong này còn không nhiều như vậy nói. Khó trách Hạ Hữu Huy bọn hắn hoàn thành trúc cơ phía sau, một đoạn thời gian rất dài đều không gặp được người. Đa tạ lão sư nhắc nhở. Trần Sở cảm kích nói, Bàng Long nhàn nhạt nói, đây là ta nên làm, sau này trên việc tu luyện có chuyện gì đều có thể tới hỏi ta, ta mỗi ngày buổi sáng lại ở chỗ này chờ một hồi. Đi ra văn phòng, Trần Sở liền trông thấy Hạ Hữu Huy, Lạc Phi, Lâm Tuyết cùng một nam một nữ khác ngay tại trò chuyện, nói gì đó. Hạ Hữu Huy cười ha hả nói, A Sở, ngươi đi ra, đi, chúng ta trước đi ăn cơm, thuận tiện cùng ngươi nói sự tình. Trần Sở liếc nhìn Lâm Tuyết đám người, khẽ gật đầu, tốt. Khu tu luyện nhà ăn tại tầng 30, trên hương vị và văn khoa khu không sai biệt lắm, nhưng đồ ăn phân lượng chính xác muốn so văn khoa khu càng nhiều, hơn nữa đại bộ phận là món ăn mặn. Trừ đó ra, người cũng không ít. Năm thứ nhất cấp 3 gần 50 cái lớp, trước mắt những lớp này đều có không ít người đột phá, nhiều như lớp 3 mười mấy, ít một điểm lớp cũng có 5-6 cái. Dưới loại tình huống này, năm thứ nhất cấp 3 hoàn thành trúc cơ gộp lại cũng có hơn 300 người. Mấy người đánh tốt đồ ăn, tìm cái yên tĩnh một chút xó xỉnh ngồi xuống tử. Bên này Trần Sở cùng Hạ Hữu Huy ngồi cùng một chỗ, đối diện là Lạc Phi cùng lớp trưởng Lâm Tuyết, bên cạnh ngồi mặt khác hai cái đồng học. Sau khi ngồi xuống, Lâm Tuyết nhìn xem đối diện Trần Sở, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Đầu tiên, chúc mừng Trần đồng học, tại nửa tháng thành công trúc cơ. Trần Sở khiêm tốn nói, nơi đó, chút thành tích này cùng so với các ngươi kém xa. Lâm Tuyết hơi hơi lắc đầu, đây cũng không phải là tán dương. Ngươi có thể tại nửa tháng trúc cơ, thiên phú đã vượt qua trường học phần lớn người. Cái này cũng cùng chúng ta tìm ngươi sự tình có quan hệ. Mời nói. Lâm Tuyết không có vòng vo, đối với chúng ta mà nói, trúc cơ chỉ là cất bước, kế tiếp còn có con đường rất dài cần phải đi, bởi vậy chúng ta chuẩn bị xây dựng một cái xã đoàn. Xã đoàn. Đúng, xã đoàn. Cái này xã đoàn có hai cái tác dụng, một cái liền là giao lưu chúng ta hai bên tu luyện tâm đắc của chân vũ, lẫn nhau động viên, song song làm đằng sau thí luyện làm chuẩn bị. Thí luyện, chúng ta muốn ra ngoài chiến đấu. Trần Sở hơi sững sờ. Tất nhiên. Lâm Tuyết đương nhiên nói, chúng ta tu luyện chân vũ cũng không chỉ là hứng thú, nếu là không trải qua chiến đấu, sao có thể đúc thành một khỏa cường giả chi tâm. Trần đồng học ngươi không chú ý tới, trong trường học năm cấp 2 năm thứ 3 võ tu học viên rất ít ư. Liền trên xã hội tu luyện giả cũng tương đối ít gặp, chính xác không chú ý tới những thứ này. Xuyên qua tới nửa tháng, sự tình quá nhiều, Trần Sở còn thật không có tận lực đi quan tâm những vấn đề này.
Tuy là Thỉnh hiện thoảng cũng nghi hoặc qua, dường như không có ở trên đường trông thấy cái gì tu luyện giả tình huống, hắn cũng chỉ là cho là những người kia thâm tàng bất lộ, đại ẩn tại đô thị. Năm cấp 2 phía sau, tất cả tu luyện học viên đều muốn tham gia thí luyện, năm trước nhiệm vụ địa điểm bình thường đều là quân đội phong tỏa rừng rậm nguyên thủy khu. Những năm gần đây sinh vật biến dị càng ngày càng nhiều, cần định kỳ dọn dẹp, bởi vậy thí luyện có nhất định tính nguy hiểm, hàng năm đều có thương vong. Đối mặt loại tình huống này, rất nhiều năm cấp 2 sinh đều sẽ lựa chọn tổ đội, tăng cao nhiệm vụ hoàn thành dẫn, đây cũng là ta dự định xây dựng xã đoàn nguyên nhân. Trước mắt xã đoàn thành viên đã có 5 cái, đều là bạn cùng lớp, nếu là tiếp xuống 1 năm rèn luyện bên trên không bất ngờ, sang năm chúng ta liền sẽ tạo thành đoàn đội tham gia thí luyện. Tất nhiên, nếu là ở 1 năm này trong lúc đó, mọi người tiếp xúc xuống tới phát hiện tính cách tam quan trở không hợp, cũng có thể tùy thời rút khỏi xã đoàn. Thế nào, Trần Đồng Học có hứng thú hay không gia nhập? Đối mặt Lâm Tuyết mời, Trần Sở hơi hơi trầm ngâm, kỳ thực gia nhập cái này, xã đoàn đối với hắn trước mắt mà nói, không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt, tỉ như một chút tin tức bên trên cộng hưởng, còn có một chút thưởng thức. Lâm Tuyết cùng Hạ Hữu Huy mấy người bởi vì gia đình xuất thân, đều biết rất nhiều người thường không biết tin tức. Lại thêm các nàng thiên phú rất tốt, dưới loại tình huống này liền sẽ tạo thành một bước trước, người thường cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn. Tất nhiên, nếu là người thiên phú yêu nghiệt tự nhiên có thể cái sau vượt cái trước. Nhưng vấn đề là trên cái thế giới này, người thường bên trong thiên phú đạt tới cấp độ yêu nghiệt lại có mấy cái. Hơn nữa, trong lòng Trần Sở minh bạch, Lâm Tuyết sẽ mời hắn gia nhập xã đoàn cùng hắn, trong nửa tháng hoàn thành trúc cơ có quan hệ, thiên phú trung đẳng, không tính quá kém. Nơi này cũng không phải nói Lâm Tuyết đám người hiện thực, mà là rồng không cùng rắn ở, chỉ là một hồi, trong lòng Trần Sở liền đối các phương diện lợi và hại làm một cái phân tích, tiếp đó uyển chuyển nói, có thể để cho ta suy nghĩ 2 ngày ư, đi. Lâm Tuyết có chút dừng lại, nghe ra đây là Trần Sở uyển chuyển ý cự tuyệt. Chỉ là nàng không nghĩ ra cái này gọi Trần Sở nam sinh, vì sao lại cự tuyệt gia nhập cái này, đối với hắn rõ ràng càng có lợi hơn xã đoàn. Không chỉ là Lâm Tuyết, những người khác cũng có chút bất ngờ. Các nàng tất nhiên không biết, Trần Sở trên mình bí mật quá nhiều, đối với gia nhập xã đoàn điểm ấy chỗ tốt, hắn vẫn là cảm thấy một người yên tĩnh tu luyện càng tốt hơn. Chương 20, Long Tượng. Lão Hạ, ngươi không hỏi ta tại sao muốn cự tuyệt gia nhập các ngươi xã đoàn. Lười hỏi, A Sở ngươi khẳng định có lý do của mình. Ăn cơm trưa, tại Trần Sở từ chối nhã nhặn phía sau mọi người ai đi đường đấy. Trần Sở muốn đi bộ hậu cần đổi tài nguyên tu luyện, Hạ Hữu Huy xung phong nhận việc dẫn đường. Trên đường Trần Sở có chút bất ngờ Hạ Hữu Huy, rõ ràng không hỏi hắn vì cái gì cự tuyệt. Đúng rồi A Sở, ngươi trong nửa tháng hoàn thành trúc cơ, dựa theo quy định mỗi tháng có thể thu được 3 điểm cống hiến điểm, ngàn vạn không thể dùng linh tinh. Nếu là có người tìm ngươi thu điểm cống hiến, ngươi liền trực tiếp cho hắn một quyền, để hắn lăn. Còn có người thu mua điểm cống hiến. Tất nhiên, điểm cống hiến tất cả mọi người không đủ dùng. Hạ Hữu Huy giải thích nói, dưới tình huống bình thường, trường học điểm cống hiến đổi là 1:1000, chợ đen là so sánh 3000, nhưng đều có tiền mà không mua được. Nhất là đối chúng ta những cái này học sinh mới tới nói, điểm cống hiến quan trọng hơn, có thể tại hậu cần bộ đổi trên thị trường không thấy được tài nguyên. Mà mỗi cái tân sinh lần đầu tiên mua sắm tài nguyên tu luyện thời gian, nhân viên nhà trường đều sẽ đánh lộn lên. Tỷ như người tiếp xuống muốn đổi bá tượng tinh huyết, trên thị trường một phần liền muốn 5 vạn đồng tiền. Đồng thời người thường mua không đến, nhưng điểm cống hiến đổi chỉ cần 20 điểm. Còn có vũ khí, phổ thông cấp 1 hợp kim đao kiếm các loại, đối ngoại tiêu thụ 3 vạn 5 vạn một cái, ở trường học đổi thì chỉ cần 10 điểm cống hiến. Trừ đó ra, người muốn tu luyện cái khác công pháp cũng cần điểm cống hiến đổi, nguyên cớ vật này mọi người đều thiếu, có người đã đến thu mua tân sinh điểm cống hiến. Một chút mới trúc cơ tân sinh, tại không biết rõ điểm cống hiến trọng yếu dưới tình huống, liền sẽ nhịn không được đối một điểm đổi 3.000. Thậm chí 5.000 giá cao dụ hoặc, loại tình huống này hàng năm đều có, những cái kia bán đi điểm cống hiến học sinh chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Trường học vì cái gì không nhắc nhở những tân sinh kia? Trần Sở không kềm nổi nghi hoặc. Hạ Hữu Huy nhún nhún vai, trường học cũng không phải bảo mẫu, cơ sở tài nguyên đều cho ngươi đồng bộ chuẩn bị xong, chính ngươi nhịn không được dụ hoặc trách ai, cũng đúng thế thật. Trần Sở gật đầu, cái thế giới này vẫn là người thường chiếm đa số, đối những cái kia gia đình bình thường học sinh cấp 3 tới nói. Một điểm cống hiến liền có thể bán mấy ngàn khối, chính xác là rất lớn dụ hoặc. Tại hai người tại khi nói chuyện, đi tới bộ hậu cần chỗ tồn tại đê tòa nhà lớn. Vừa đi vào đại sảnh làm việc, liền có một chút niên cấp so với bọn hắn lớn hơn một chút học sinh nhìn lại, bên trong một cái nhuộm tóc vàng học sinh càng là nhiệt tình. Học đệ, có bán hay không điểm cống hiến ý nghĩ? Chỉ cần một điểm cống hiến, liền có thể bán 5.000 nhanh a. Không chờ Trần Sở mở miệng, Hạ Hữu Huy liền không tức giận nói, lăn.
có bao xa lăn bao xa, các ngươi những cái này hút máu tân sinh rác rưởi. Cái kia tóc vàng nam sinh mắt nhíu lại, trên mình tản mắt ra nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, trầm giọng nói, học đệ, ta chỉ là bình thường hỏi thăm phải chăng giao dịch, không cần thiết nói chuyện khó nghe như vậy a. Ta khuyên ngươi ngữ khí hiếu khách nhất tức giận điểm, ta cũng không phải cao nhất tân sinh. Thế nào, ngươi còn muốn cắn ta a? Hạ Hữu Huy căn bản không sợ hắn, ưỡn ngực khinh thường nói, tới, có gan liền đánh ta a, đừng tưởng rằng ngươi tu luyện sớm một năm ta liền sợ ngươi, có loại đánh ta thử xem. Tới, đánh ta a. Biến nhìn vẻ mặt phách lối đem mặt đều đưa tới Hạ Hữu Huy, cái kia học sinh lớp 11 sắc mặt khó coi, nhưng bởi vì điều kiêng kỵ gì chính xác không dám động thủ. Ở trường học ta chính xác không thể cầm ngươi thế nào, bất quá ngươi cũng đừng quá phách lối. Nói xong, tóc vàng nam sinh lạnh giọng rời đi. Dừng a. Uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta là dọa lớn sao? Hạ Hữu Huy khinh thường nói, đừng tưởng rằng nhiều tu luyện một năm liền có gì đặc biệt hơn người, ca ta vẫn là cao giai tu luyện giả đây, có loại ngươi ở bên ngoài trường lấy lớn hiếp nhỏ thử xem. Nghe được cao giai tu luyện giả mấy chữ, cái kia tóc vàng nam sinh lập tức sắc mặt đại biến, rời đi bước chân một thoáng biến nhanh rất nhiều. Đưa mắt nhìn sinh viên lớp lớn rời đi, Trần Sở không khỏi dùng nhận thức lại ánh mắt nhìn về phía Hạ Hữu Huy, chậc chậc nói, có thể à lão Hạ, không nghĩ tới ngươi còn có phách lối như vậy một mặt. Hắc, a Sở, ngươi liền dùng từ không làm a, ta đây là đứng ở đại nghĩa bên trên uống nói, sao có thể nói phách lối đây? Bất quá đối với những cái này sinh viên lớp lớn, chính xác không cần để ý, ở trong trường học bọn hắn không dám động thủ, chỉ có thể lấy thế đè người hù dọa một chút tân sinh. Về phần ra trường học, bọn hắn cũng sẽ không làm chút chuyện này trả đũa, bằng không một khi bị tố cáo, hậu quả bọn hắn có thể không chịu đựng nổi. Lúc nói chuyện, hai người tới cửa chắn quầy hàng. Lão sư, ta muốn đổi một phần bá tượng tinh huyết. Truyền vào mã số sinh viên. Thân phận nghiệm chứng thông qua. Bá tượng tinh huyết cần 20 điểm cống hiến điểm, bất quá ngươi là tân sinh. Lần đầu tiên đổi tài nguyên tu luyện cùng vũ khí đều có thể đánh lộn lên. Xác định đổi. Xác định. Không có cái gì khó khăn trắc trở. Tại khấu trừ Trần Sở 2 điểm cống hiến điểm phía sau, lão sư kia liền xoay người đi tới đằng sau tường cửa hàng thao tác mấy lần. Lập tức liền gặp vách tường giáp danh di chuyển, một cái tương tự tiểu thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa ô vuông hạ xuống, mở ra lộ ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen bình nhỏ. Bồi Trần Sở đổi bá tượng tinh huyết phía sau, Hạ Hữu Huy mới cười hì hì rời đi, hắn buổi chiều còn muốn tu luyện. Mà Trần Sở thì một người trở lại lầu 3, xin một cái độc lập phòng tu luyện, 20 m² tả hữu trong phòng tu luyện. Trần Sở cởi áo ra, lấy ra bình kia bá tượng tinh huyết mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông tới mặt. Trần Sở cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một giọt sền sệt, nếu như đông đồng dạng tinh huyết, một cỗ nóng rực cảm giác theo trong tay truyền đến. Dựa theo yêu cầu, Trần Sở bắt đầu hướng trên mình bôi lên tinh huyết, phía trước, sau lưng, hai tay, hai chân, rất nhanh trên mình đều bị huyết dịch đỏ thắm thoa khắp. Lúc này, Trần Sở hơi hơi nhắm mắt, trong đầu hiện lên Long Tượng công khúc dạo đầu. Nhân lực có nghèo, riêng lấy nhân loại thân không cách nào địch nổi những cái kia khổng lồ sinh vật, vì thế ta sáng tạo ra bộ này mượn ngoại lực mà cố thân công pháp. Tu luyện công pháp này, cần lấy loại voi biến dị thú tinh huyết bôi lên nửa người trên, trong đó lấy bá tượng tinh huyết nhập môn hiệu quả tốt nhất, tại tinh huyết bôi lên toàn thân phía sau. Hồi tưởng đến tu luyện trình tự, Trần Sở thể nội khí huyết bắt đầu dựa theo Long Tượng công lộ tuyến vận chuyển, tinh thần lực phát ra, hấp dẫn xung quanh tràn ngập năng lượng thiên địa. Oanh! Theo lấy siêu phàm năng lượng nhập thể, Trần Sở toàn thân khí huyết lần nữa bị nhen lửa, bốc hơi khí huyết vận chuyển xuống, bên ngoài thân bôi lên bá tượng tinh huyết cũng nhận ảnh hưởng. Những cái này tinh huyết biến đến nóng hổi khô nóng lên, từng tia nhiệt lưu hỗn hợp có siêu phàm năng lượng tràn vào Trần Sở thể nội, bị vận chuyển khí huyết một chỗ luyện hóa. Trong lúc mơ hồ, Trần Sở ngầm trộm nghe đến hùng hậu bá đạo cự tượng tê minh, chấn hàn ý thức đều có chút chấn động. Tâm thần bão nguyên thủ nhất, Trần Sở không để ý đến những cái này tinh thần ảnh hưởng. Chuyên chú vận chuyển khí huyết luyện hóa siêu phàm năng lượng cùng tinh huyết lực lượng, nhất chuyển, lưỡng chuyển, vù vù. Kèm theo hấp thu bá tượng tinh huyết, công pháp vận chuyển xuống, Trần Sở thể chất bắt đầu phát sinh đặc thù biến hóa, bắp thịt, bí mô đều trở nên càng thêm cường đại có tính bền dẻo. Liền nội phủ cũng nhận một chút ảnh hưởng, hít thở nặng nề giống như gầm nhẹ, cả người trên mình dần dần tản mát ra nhàn nhạt ép người uy áp. Tựa như đứng ở nơi đó không phải một thiếu niên, mà là một đầu hình thể to lớn cự tượng, làm người kính sợ. Các huynh đệ, nhớ đến bỏ phiếu vé ủng hộ một chút a.